Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 91. Một giây sau, Tiêu Chính Văn vung tay loại bỏ màn ánh sáng màu vàng đó. Sung Tiêu Tử, không phải ông bảo tôi đến tìm ông sao? Tôi tới rồi đây, Tiêu Chính Văn bình thản cười nói. Lúc này, bên trên bậc đá, ngoài trừ những vũng máu lênh láng thì chính là hàng nghìn cái xác, khung cảnh vô cùng lộn xộn. Không phải tôi chưa từng cho mấy người cơ hội, bảo mấy người tới Long Kinh đền tội, chẳng phải do Tiêu Chính Văn tôi sợ mấy người mà là muốn cho mấy người một cơ hội để lập công chuộc tội. Thế nhưng, nếu như mấy người không biết quý trọng, vậy thì Tiêu Chính Văn tôi cũng tuyệt đối không nhẹ tay. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp Hoa Quốc. Ngay tức thì, mấy tông môn vẫn chưa tới Long Kinh đền tội trong võ tông gần như cùng đồng loạt ra khỏi địa bàn của mình để tìm tới Long Kinh. Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu giết chết hàng chục nghìn đệ tử của Hoa Sơn. Lẽ nào cậu không sợ bọn họ âm hồn bất tán, tìm cậu báo thù hay sao? Kẻ trên người sặc mùi sát khí như cậu, tàn sát hàng chục nghìn đệ tử của Hoa Sơn chúng tôi, sau này nhất định sẽ không được chết một cách yên ổn đâu. Sung Tiêu Tử lúc này đã chẳng thể dùng ngôn từ để mô tả về cảm xúc của bản thân được nữa. Bên trong ngọn núi chính của Hoa Sơn có tới hàng chục nghìn đệ tử, thế nhưng lúc này lại chỉ còn sót lại một mình cụ ta. Hừ, tôi không được chết yên ổn ư. Trong vòng 5 năm qua, đệ tử của Hoa Sơn mấy người tự tay phá hoại bao nhiêu gia đình, lại giết chết bao nhiêu người dân Hoa Quốc, ông có đếm xuể được không? Hoa Quốc từ thuở xa xưa đã là một quốc gia trọng lễ nghi. Thế nhưng năm đại danh sơn mấy người trước giờ luôn tự cho rằng mình cao hơn người một bậc, tùy tiện tàn sát nhân dân, cướp bóc của cải châu báu, chiếm đoạt luôn cả vợ con người ta. Những kẻ có hành vi giống loài dã thú như mấy người, lẽ nào còn không đáng giết sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Cậu có biết bọn họ đều là hy vọng trong tương lai của võ tông Hoa Quốc, là tinh anh bên trong võ tông hay không? Bốn đại danh sơn ngoại trừ Thiên Sơn ra gần như phẫn nộ mà gầm lên cùng một lúc. Tinh anh, Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói, loại tinh anh giống như bọn chúng thì càng không thể giữ lại được nữa, lẽ nào cứ để cho bọn chúng trà đạp lên nhân dân hay sao? Lời này vừa thốt ra, gần như năm đại danh sơn đều cùng trầm mặc. Không một ai trong số họ có thể ngờ nổi Tiêu Chính Văn lại máu lạnh tới vậy. Ban đầu, bọn họ còn cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ nghĩ tới tương lai của Hoa Quốc mà để lại đường lui cho đệ tử trong năm đại danh sơn bọn họ. Thế nhưng thật không ngờ, từ đầu tới cuối, trong lòng Tiêu Chính Văn chỉ có những người dân bình thường của Hoa Quốc. Cũng chính là nhân dân mà anh luôn miệng nhắc tới. Sức sống, biến mất, Tiêu Chính Văn lập tức vung tay lên, chỉ thấy con rồng lớn màu trắng đột nhiên ngẩng cao đầu, dùng lực hít lấy. Vô số luồng sức sống lập tức bay về phía miệng rồng. Trên đỉnh một ngọn núi khác của Hoa Sơn, xác người chất đống chỉ trong nháy mắt. Không, đừng, giờ tôi sẽ dẫn đệ tử Hoa Sơn tới Long Kinh đền tội. Cầu xin cậu, đừng giết nữa mà. Sung Tiêu Tử lúc này thật sự hoang mang. Cả Hoa Sơn có đến mấy trăm nghìn đệ tử, những người này đều là hy vọng trong tương lai của Hoa Sơn. Nếu như bị Tiêu Chính Văn tiêu diệt sạch sẽ, vậy thì sau này Hoa Sơn sẽ không còn hy vọng gì nữa rồi. Giờ đã biết hối hận rồi sao? Đáng tiếc, muộn rồi. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói ông cho rằng ông là ai, năm đại danh sơn có thể không chịu sự trói buộc của giới chính trị, không tuân theo pháp luật Hoa Quốc sao? Tôi không cần biết các triều đại trước đây dung túng năm đại danh sơn mấy người ra sao. Thế nhưng đối với Tiêu Chính Văn tôi, mọi người đều bình đẳng. Giết người thì đền mạng, có nợ ắt phải trả. Con rồng lớn màu trắng lại mở to cái miệng đẫm máu. Ngay tức thì xác người la liệt khắp cả Hoa Sơn. Không chỉ có năm đại danh sơn, ngay cả người bình thường lúc này cũng rơi vào trong trầm lặng. Hành động của vua Bắc Lương có phải hơi thái quá rồi không? Dù bọn họ có sai, thế nhưng dẫu sao cũng là một thành viên bên trong võ tông của Hoa Quốc chúng ta, những người đó quả thực đều là hy vọng tương lai của Hoa Sơn. Sắc mặt ông cụ quý lúc này đã trở nên trắng bệch. Cụ ta thật sự không dám tin Tiêu Chính Văn lại thật sự đi tiêu diệt cả Hoa Sơn. Ban đầu, cụ ta còn cho rằng Tiêu Chính Văn nhiều nhất chỉ xử lý một vài tên đệ tử của Hoa Sơn mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ cả Hoa Sơn, ngoại trừ Sung Tiêu Tử ra thì đã không còn một ai sống sót. Ôi chao, muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân bọn họ đã quá tự tin. Đây mới là phong cách làm việc nhất quán của cậu Tiêu. Tần Vũ bất lực thở dài một hơi. Lúc ở Thiên Tử Các, Tiêu Chính Văn đã nói rất rõ,
chỉ cần năm đại danh sơn không chịu cúi đầu nghe theo thì anh sẽ dùng luật pháp của Hoa Quốc để trừng trị họ. Kẻ đi giết người khác ắt sẽ bị người ta giết ngược lại. Bất luận là ai, chỉ cần trên tay dính máu của người dân Hoa Quốc thì đều phải lấy một mạng đổi lấy một mạng. Thật ra so với thủ đoạn của Tiêu Chính Văn, những cao thủ trở về từ vùng ngoài lãnh thổ và cả đệ tử của năm đại danh sơn căn bản chưa từng xem nhân dân Hoa Quốc là con người. Chỉ trong vòng 5 năm, nhân khẩu của Hoa Quốc đã giảm bớt đi 100 triệu người. Có thể thấy rằng trong mắt năm đại danh sơn, những người bình thường trong thế tục này còn chẳng bằng con kiến. Dù bọn họ cũng là người dân Hoa Quốc, dù bọn họ cũng là con cháu của vua, thế nhưng khi người của năm đại danh sơn giết bọn họ thì thậm chí còn chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Tiêu Chính Văn, cậu quả nhiên là tàn nhẫn thâm độc. Thế nhưng ngày mà thánh nhân các của tôi quay trở lại thế tục cũng sẽ chính là ngày mà Tiêu Chính Văn cậu. Không để cho Sung Tiêu Tử nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã vung kiếm chém xuống. Soạt, khi mà một tia sáng sắc lạnh lóe lên, một cái đầu người cũng bay vút lên cao. Cơ thể Sung Tiêu Tử trở nên siêu vẹo, cái xác không đầu rơi thẳng từ trên đỉnh núi Hoa Sơn xuống dưới vực sâu vạn trượng. Cậu ta thật sự tiêu diệt cả Hoa Sơn rồi ư? Lý Chính Đạo siết chặt lòng bàn tay, vẫn không dám tin vào tất cả những thứ mà mình nhìn thấy. Thế nhưng không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, một tia sáng chói mắt đã lóe lên, Tiêu Chính Văn hiên ngang đứng trên ba con rồng lớn mà bay về phía Huệ Mi. Lúc này, bên trong kiếm cung của Huệ Mi đã trở nên tĩnh lặng giống như cái chết. Sư phụ, Lâm Vũ Tích sợ tới độ mặt mày trắng bệch, hai mắt vô hồn nhìn về phía Hỏa Long Chân Quân. Hừ! Tiêu Chính Văn cậu ta cho rằng tiêu diệt Hoa Sơn thì rất ghê gớm sao? Huệ Mi đâu phải là nơi mà cậu ta có thể khinh thường. Người đâu, nâng, khai thiên kiếm, lời này vừa thốt ra, ngay cả Lâm Vũ Tích cũng sợ tới độ ngồi bệt xuống đất. Khai thiên kiếm thật ra là thần binh được lưu truyền từ thời Tiên Tần. Nghe nói thanh kiếm này từng phân chia thuộc địa, vậy nên mới có Trường Giang. Mà sau khi phân chia thuộc địa, thanh kiếm này liền rơi vào trong núi sâu thăm thẳm của Huệ Mi. Vậy nên bảo vật trấn giữ của Huệ Mi mới là khai thiên kiếm. Bên trong võ tông vẫn luôn lưu truyền một câu nói cổ, khai thiên kiếm mà xuất hiện, núi sông sẽ bị đảo ngược. Cũng có thể nói rằng, một khi sử dụng khai thiên kiếm thì không chỉ có Huệ Mi trăm họ lầm than, ngay cả thuộc chung cũng sẽ không còn sự tồn tại của loài người nữa. Sư phụ, chúng ta nhất thiết phải làm vậy sao? Thục chung có tới mấy chục triệu người đấy. Chúng ta câm mồm. Lẽ nào cậu muốn mở to mắt nhìn Huệ Mi của chúng ta giống như Hoa Sơn, máu chảy thành sông hay sao? Hỏa Long Chân Quân lúc này đã trợn tròn hai mắt, sát khí bừng bừng khắp người. Không cần nhiều lời, đi lấy khai thiên kiếm đi. Hỏa Long Chân Quân lạnh lùng nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn cưỡi rồng thần đã tới bên ngoài lãnh thổ Huệ Mi. Từ xa nhìn lại. Tiêu Chính Văn rõ ràng giống như thần tiên hạ phàm, uy phong lẫm liệt. Đúng vào lúc này, phía chân trời vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc, cậu Tiêu, có thể nể mặt nhà họ Lý chúng tôi, chuyện này chấm dứt tại đây được không? Nghe Lý Chính Đạo nói thế, người dân khắp cả nước đều ngây người. Không ai có thể ngờ được nhà họ Lý lại đứng ra lên tiếng ủng hộ Huệ Mi ngay tại thời điểm mấu chốt này. Nhất là mấy trưởng lão của võ tông và vài ông lớn quay về từ ngoài lãnh thổ của năm đại danh sơn càng thêm ngạc nhiên. Vãi, giữa nhà họ Lý và Huệ Mi có mối thù thâm sâu mấy đời, sao lại nói giúp Huệ Mi vào lúc này chứ? Tần Vũ người hiểu rõ mối ân oán mấy đời của nhà họ Lý và Huệ Mi cũng không khỏi nhíu mày. Tôi cũng không ngờ Huệ Mi lại gây dựng thanh thế cho nhà họ Lý. Nhưng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đại trưởng lão khó hiểu lắc đầu. Mặc dù đại trưởng lão cực kỳ không hiểu thái độ của nhà họ Lý, nhưng chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân mà nhà họ Lý không thể không ra mặt. Thế nên đại trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía ông cụ Quý ở bên cạnh. Nhà họ Lý là công thần của Lý Đường, còn nhà họ Quý lại có quan hệ máu mủ với Lý Đường. Thế nên không ai có thể hiểu được nhà họ Lý bằng ông cụ Quý. Nhà họ Lý cũng giống nhà họ Quý tôi đều nhận lệnh của Thái Tông, cho dù là bất kỳ lúc nào. Chỉ cần Hoa Quốc gặp khó khăn thì phải căng mình chống đỡ. Nhưng vua Bắc Lương tấn công Huệ Mi sẽ khiến Hoa Quốc rơi vào tai họa, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Ông cụ Quý cùng nhíu chặt mày. Không đến lúc bất đắc dĩ thì Lý Chính Đạo sẽ không đại diện cả nhà họ Lý để đến nói chuyện với Tiêu Chính Văn.
chứng tỏ chuyện lần này đe dọa đến tính mạng và an toàn của người dân Hoa Quốc. Chỉ là trong không trung Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về hướng nhà họ Lý lạnh nhạt nói, nhà họ Lý cũng cùng một ruột với năm đại danh sơn sao. Anh vừa nói thế, ngay cả ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo cũng không nhịn được nữa. Tiêu Chính Văn, cậu có ý gì? Nhà họ Lý tôi, nói đến đây ông lão bỗng ngừng lại, không nói hết nửa câu sau. Lý Chính Đạo quay đầu nhìn ông lão, không được, nếu cứ nói tiếp thì sẽ giống như cho mọi người thấy, nhà họ Lý không cần thông đồng làm bậy, ngược lại sẽ khiến nhà họ Lý bị đẩy xuống vực sâu. Đừng nói nhà họ Lý không có suy nghĩ thèm muốn vị trí thiên tử, dù có cũng không thể để lộ ra như vậy. Nhưng không để Lý Chính Đạo lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã ra tay với Huệ Mi. Thấy Tiêu Chính Văn giơ kiếm Tần Vương lên đánh về phía Huệ Mi, không hề có ý dừng lại. Lý Chính Đạo cũng bùng lên một cơn giận không tên. Tiêu Chính Văn đúng là không hề nể mặt nhà họ Lý gì cả. Nhìn khắp cả võ tông, dù là năm đại danh sơn cũng không dám xem thường lời nói của nhà họ Lý như thế. Nhà họ Lý là một trong các gia tộc có thực lực nhất trong võ tông Hoa Quốc, còn là gia tộc lớn có thể chống lại năm đại danh sơn. Dù là trước khi linh khí được khôi phục thì lúc ở ngoài lãnh thổ địa vị của nhà họ Lý vẫn rất cao. Bây giờ Lý Chính Đạo đại diện nhà họ Lý nói chuyện với Tiêu Chính Văn thế mà bị xem thường. Một bên khác, Tiêu Chính Văn đạp lên rồng thần, tay cầm kiếm Tần Vương đánh giết về phía Huệ Mi. Huệ Mi cũng như gặp phải thù địch, ngay khi Tiêu Chính Văn vừa động đậy muốn đánh về phía Huệ Mi thì Huệ Mi cũng đã khởi động hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận của Huệ Mi khác với Hoa Sơn, không phải là trận pháp không gian nhưng cũng khiến mấy chục đỉnh núi của Huệ Mi càng thêm bí ẩn. Một luồng sáng đầy màu sắc bao phủ lấy Huệ Mi, giữa núi rừng sương mù bao phủ, trông có vẻ vô cùng huyền bí và hẻo lánh. Hơn nữa phạm vi của khí tức rộng mênh mông này đang liên tục mở rộng. Thậm chí ngay cả mấy tỉnh xung quanh đều bị bao trùm vào trong đó. Sau đó các loại ánh sáng chiếu thẳng lên trời, hơi thở tàn sát lơ lửng trên đỉnh núi Huệ Mi không tan. Khí tức này lao thẳng lên tầng mây như thể ngay cả ánh mặt trời giữa trưa cũng mang theo vô số kiếm khí sắc bén, cực kỳ lạnh lẽo. Dường như có một con dã thú khổng lồ từ thời xa xưa đang há miệng đầy máu nuốt chửng cả thế giới vào trong. Một thanh kiếm dài đơn sơ chậm rãi giơ lên trong bầu trời dưới ánh nhìn chăm chú và kinh hoàng của mọi người. Trên vỏ kiếm còn khắc một hàng chữ nhỏ, phá mây trời đất mở ra, chém trời diệt đất. Kiếm khai thiên. Ngay lúc thanh kiếm này xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người dường như tất cả đều sửng sốt. Ông cụ Quý bỗng nói, tôi hiểu rồi. Bảo vật của Huệ Mi chính là kiếm khai thiên. Truyền thuyết nói rằng kiếm khai thiên xuất hiện, một kiếm có thể chém đứt Thục Sơn. Vậy chẳng phải là người dân gần Thục Sơn đều sẽ chết thảm dưới kiếm khai thiên sao? Nghe nói thế, đại trưởng lão Võ Tông cũng ớn lạnh. Thục Sơn, đó là cách gọi của người xưa với nó. Còn bây giờ người đời quen gọi nó là dãy núi Kỳ Liên. Cả dãy núi Kỳ Liên đi qua năm tỉnh phía tây bắc của Hoa Quốc. Nếu đúng như ông cụ Quý nói thì chẳng phải người dân Hoa Quốc ở năm tỉnh đó đều sẽ gặp tai họa hết sao? Kiếm khai thiên xuất hiện, ngay cả Lý Chính Đạo cũng thở dài. Hỏa Long chân quân đã quyết định kéo cả người ở năm tỉnh cùng chết với Huệ Mi, nhà họ Lý cũng không thể ngăn cản. Sát khí ngùn ngụt gần như xuyên qua màn hình TV lan ra khắp thế giới. Tiêu Chính Văn liếc mắt đã nhận ra kiếm khai thiên. Thanh kiếm có tiếng từ thời xưa là một loại vũ khí tà ác. Nhưng Tiêu Chính Văn không tỏ vẻ sợ hãi, vì trong tay anh là kiếm Tần Vương, vũ khí hàng đầu bảo vệ Hoa Quốc. Giết, Tiêu Chính Văn hét lên một tiếng, vung kiếm Tần Vương lên đâm về phía Huệ Mi. Ánh kiếm và hộ sơn đại trận của Huệ Mi va vào nhau. Vầng sáng bao phủ khắp cả trời, ngay cả mấy ngọn núi nhỏ bên cạnh cũng nổ tung cùng một lúc. Uy thế này đáng sợ như thể muốn hủy diệt cả đất trời một vùng. Đừng nói là người bình thường, ngay cả môn chủ của tông môn cũng có không ít người sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Mà ba con rồng cũng quấn vào nhau lao vào đụng phải hộ sơn đại trận của Huệ Mi như một thanh kiếm rắn chắc. Hai, cuối cùng vẫn không thể tránh được trận chiến này. Lý Chính Đạo bất lực thở dài nói. Hừ, đứng trước kiếm khai thiên thì phần thắng của Tiêu Chính Văn gần như có thể nói là không đáng kể. Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo lạnh lùng nói. Lý Chính Đạo khẽ lắc đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Nếu không có kiếm Tần Vương thì quả thật Tiêu Chính Văn không có cơ hội thắng, dù vũ khí thần kỳ có linh thức nhưng vẫn là vật bất động. Nói là thế nhưng vũ khí này lại có thể phóng đại sức mạnh vô hạn của con người, đây cũng là lý do tại sao năm đại danh sơn đều có vật bảo trấn núi của riêng mình. Tất cả vật bảo trấn núi đều là những vũ khí có lai lịch lớn. Chẳng hạn như kiếm khai thiên, dù chỉ mới có cảnh giới nhân vương cấp 1 cũng đủ để khiến nó phát huy được sức chiến đấu 1/10. Dù không thể một kiếm chém nứt Thục Sơn như truyền thống nói, nhưng thừa sức giết Tiêu Chính Văn. Chỉ là thanh kiếm trong tay Tiêu Chính Văn cũng rất lợi hại. Lý Chính Đạo chỉ không thể xác định được đó có phải là kiếm Tần Vương trong truyền thuyết hay không mà thôi. Nếu Tiêu Chính Văn đang giữ kiếm Tần Vương thì cuộc chiến này vẫn chưa biết ai sẽ là người thua cuộc. Nếu Tiêu Chính Văn đang cầm kiếm Tần Vương thật thì e là vẫn không thể nói trước kết quả của trận chiến này. Mặc dù kiếm khai thiên có thể chém nứt cả Thục Sơn, nhưng kiếm Tần Vương cũng có thể chém được cả thiên hà. Lý Chính Đạo lẩm bẩm. Kiếm khai thiên từ từ giơ lên bầu trời, kiếm Tần Vương và kiếm khai thiên đều phát ra tiếng va chạm vang dội trong không trung. Ngay cả thanh kiếm khổng lồ được tạo ra bởi ba con rồng cũng lập tức tan rã. Tiêu Chính Văn cũng bị chấn động lùi lại một bước. Nếu không có Hậu Sơn đại trận thì lúc này Hỏa Long chân quân e là cũng phải lùi về sau mấy bước. Sức mạnh cuồng bạo đó quá mạnh, chỉ dư chấn thôi mà cũng khiến toàn bộ cây cối trong vòng 5 cây số đều bật gốc. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đã biết sự lợi hại của kiếm khai thiên chưa? Kiếm này xuất hiện thì sinh vật sống cũng biến thành cho bụi. Nếu Huệ Mi tôi đã sắp biến mất thì vài con kiến nhỏ bé không cần phải sống. Hỏa Long chân quân giơ tay lên vung kiếm khai thiên trong tay ra, giống to lên. Vậy à, tôi nghĩ chưa hẳn. Tiêu Chính Văn cười khẩy rồi lại vung kiếm lên. Một luồng sáng chói mắt bắn ra giữa bầu trời đỉnh núi Huệ Mi chiếu sáng trong 5 cây số xung quanh. Thậm chí nhiều người phải nhắm mắt lại để tránh cực quang chói mắt. Cùng lúc đó cả dãy núi Thục Sơn đều chấn động dữ dội như thể xảy ra động đất trên 8 độ Richter. Không ổn. Hỏa Long chân quân là cao thủ tầng 2 nhân vương, ông ta đã mở kiếm linh của kiếm khai thiên. Ông ta muốn hủy diệt hết mọi thứ. Vẻ mặt của Lý Chính Đạo lập tức trở nên nghiêm nghị. Dẫu sao đòn tấn công ban nãy cả Tiêu Chính Văn và Hỏa Long chân quân đều đã dồn hết toàn lực. Cộng thêm vũ khí cấp thần trong tay hai người, uy lực đã được nâng cao trông thấy. Đã một phút trôi qua, bên phía Tiêu Chính Văn vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này nói lên rằng có thể Tiêu Chính Văn đã bị biển lửa hóa thành cho bụi rồi. Nghĩ tới khả năng này, người của năm đại danh sơn gần như cùng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cùng lúc này, Hỏa Long chân quân cũng giơ tay thu hồi trận pháp. Đồng thời, biển lửa bất tận trên không trung cũng tan biến ngay lập tức. Thế nhưng một giây sau, không chỉ có Hỏa Long chân quân, ngay cả đám người trong năm đại danh sơn cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Chỉ thấy trong hư không có một người thanh niên cao ngạo đang đứng thẳng trên lưng một con rồng lớn màu vàng. Sau lưng anh có một con rồng lớn màu đỏ rực như lửa. Mà ở phía trước cũng được bảo vệ bởi một con rồng lớn màu trắng. Khí tức của rồng bao phủ khắp bốn phương. Đừng nói là ngọn lửa, ngay cả không khí căn bản cũng chẳng thể xuyên qua khí tức rồng để đến được gần 3 bước xung quanh Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đang mang một gương mặt quá mức bình thản. Trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Cả thế giới chợt trở nên tĩnh lặng tới đáng sợ. Tiêu Chính Văn đứng trên thân rồng lớn, khí thế vô cùng uy nghiêm, rõ ràng giống như một thiên thần hạ phàm. Lúc này, tất cả đệ tử của Huệ Mi đều nhìn tới đờ đẫn. Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ cụ tổ mà bọn họ luôn vô cùng sùng kính đã đích thân ra tay mà vẫn chưa thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị thương. Dù gì Hỏa Long chân quân quả thực cũng cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc cảnh giới. Vừa nghĩ tới kết cục thảm thương sau khi bại trận của Hoa Sơn, trong lòng đám đệ tử Huệ Mi lập tức trầm xuống cực điểm. Thậm chí một số kẻ nhát gan đã gào khóc thất thanh. Đòn công kích ban nãy có lẽ Hỏa Long chân quân đã sử dụng hết toàn lực của một nhân vương cấp 2, thế nhưng vẫn chưa thể khiến cho Tiêu Chính Văn bị thương, đây đúng thật là kỳ tích. Lý Chính Đạo cũng không dám tin vào kết quả này. Trận chiến với kiếm tiên Thiên Sơn khi trước, Tiêu Chính Văn đã cố ý che giấu thực lực. Thế nhưng bây giờ, anh thực sự đã dùng thực lực của nhân vương bậc 1 để ứng chiến với Hỏa Long chân quân. Lẽ nào trên người Tiêu Chính Văn thật sự có bí mật gì không thể nói cho người khác biết? Cùng lúc này,
Sở Hồng Thiên ở Long Kinh đã sợ toát mồ hôi lạnh. May mà bản thân thức thời làm theo lời Tiêu Chính Văn nói và tìm tới Long Kinh. Nếu không Thiên Sơn sẽ là một trong số những danh sơn bị tiêu diệt tiếp theo. Thật ra khi Sở Hồng Thiên hạ quyết tâm tới Long Kinh đền tội thì cũng đã phải đấu tranh rất nhiều. Dẫu sao trong năm đại danh sơn lúc này thì Thiên Sơn có thể ví ngang với mặt trời giữa buổi ban trưa. Dù ở vùng ngoài lãnh thổ thế nào, ít nhất thì ở trong thế tục quả thực là như thế. Thế nhưng nếu như Sở Hồng Thiên cúi đầu trước Tiêu Chính Văn thì chẳng khác gì tự mình đạp đổ hết tất cả. Chẳng những không thể trở thành thủ lĩnh của năm đại danh sơn thêm lần nữa, ngược lại còn khiến cho năm đại danh sơn bài xích Thiên Sơn ra bên ngoài. Có điều, cảnh tượng ban nãy đã nói lên rằng lần này Sở Hồng Thiên đã lựa chọn đúng. Ông cụ Quý cũng sợ tới độ há mồm trợn mắt, cụ ta hiểu rõ hơn bất cứ ai về uy lực của kiếm khai thiên, vậy mà Tiêu Chính Văn có thể đỡ được nhát kiếm này của Hỏa Long chân quân mà chẳng chút tổn hại. Mấu chốt nhất là cảnh giới của Tiêu Chính Văn vẫn thấp hơn so với Hỏa Long chân quân một bậc. Đây rõ ràng chuyện là xưa nay chưa từng có. Dù trong tay Tiêu Chính Văn có kiếm Tần Vương, đương nhiên cũng có thể nhận được sự bảo hộ của đế vương, nhưng cũng chỉ bảo đảm được Tiêu Chính Văn trọng thương không chết mà thôi. Thế nhưng trên người Tiêu Chính Văn lúc này ngay tới một vết thương cũng không có. Thậm chí ngay cả biển lửa ngút trời cũng không thể chạm tới cơ thể của Tiêu Chính Văn, chuyện này thật sự rất đáng để cân nhắc. E rằng ở trong cùng một bậc cảnh giới, cậu ta đã là vô địch thiên hạ rồi. Nếu như nhà họ Lý chúng ta có được kỳ tài giống như vậy, sau này có không muốn tiếng tăm lừng lẫy cũng khó. Đáng tiếc, ông lão đứng bên cạnh Lý Chính Đạo liên tiếp thở dài. Với thực lực mà Tiêu Chính Văn bộc lộ ra, đừng nói là cảnh giới tương đồng, dù là ông lão có cảnh giới cao hơn Hỏa Long chân quân, nếu như một mình đối diện với Tiêu Chính Văn thì cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng. Mà bên trong biệt thự nhà họ Trương dưới chân Thiên Sơn, Trương Lăng Phong đang kinh ngạc trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Lúc này, các kênh truyền thông trên mạng cũng đang phát sóng trực tiếp tình hình trận chiến này. Trước đó, Trương Lăng Phong vẫn luôn cho rằng chẳng qua là Tiêu Chính Văn may mắn hơn nên mới có thể đi trước hắn một bước. Thậm chí còn khăng khăng cho rằng chỉ cần cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ của nhà họ Trương trở về Đông Đảo, mang theo bí kỹ trận pháp của vùng ngoài lãnh thổ, cộng thêm tài nguyên vô tận của vùng ngoài lãnh thổ. Tới một ngày nào đó, bản thân hắn rất có khả năng sẽ vượt mặt được Tiêu Chính Văn. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng ban nãy thì ý nghĩ này đã hoàn toàn tan biến. Cảnh tượng ban nãy quá mức kinh hồn. Trong trận đại chiến ở đẳng cấp như vậy, Tiêu Chính Văn lại chẳng có chút thương tích gì. Hắn tin rằng dù cụ tổ nhà họ Trương có trở về thì cũng chưa chắc đã có thể làm được như thế. Trương Lăng Phong siết chặt lòng bàn tay, khoảnh khắc này, trong lòng hắn đã cảm thấy tự ti tới cực điểm. Đồng thời cũng đau khổ vô cùng. Những sự sỉ nhục mà Tiêu Chính Văn mang lại cho hắn e rằng cũng chẳng có cơ hội để trả lại cho Tiêu Chính Văn được nữa. Nhà họ Trương cũng là thế gia võ thuật, cũng được lưu truyền hàng nghìn năm. Mà hắn lại là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà họ Trương, vậy nên trên phương diện tâm trạng đương nhiên không phải là thứ mà đám người bình thường có thể so bì được. Hắn càng hiểu rõ khi bản thân gặp phải một đối thủ tuyệt đỉnh không thể chiến thắng. Cách tốt nhất chính là cúi thấp cái đầu cao ngạo của hắn xuống, quy phục một đối thủ như vậy không hề mất mặt chút nào. Trên mặt Trương Lăng Phong đột nhiên nở một nụ cười khổ. Nhớ lại ban đầu lúc ở Âu Lục, hắn và Đông Phương Tuyết Ngưng còn từng suy tính chuyện phải xử lý Tiêu Chính Văn thế nào, may mà lúc đó kế hoạch của bọn họ vẫn chưa thực hiện được thì Tiêu Chính Văn đã trở lại Hoa Quốc, nếu không hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Dựa vào bọn họ mà cũng dám bày mưu tính kế với Tiêu Chính Văn. Bọn họ, xứng sao? Ở trước mặt Tiêu Chính Văn, bọn họ chỉ là con kiến. Mà lúc này, ánh mắt của Tiêu Chính Văn cũng dừng lại trên gương mặt của Hỏa Long chân quân, cười lạnh lùng nói chúng ta tiếp tục nhỉ. Anh vừa mới dứt lời, tử khí vô biên đã bắt đầu bao trùm khắp bầu trời Huệ Mi. Gừ, ba con rồng lớn đồng thời phát ra một tiếng gầm gừ, sau đó bay thẳng lên trên tầng mây rồi lại quay đầu lại rồi xông thẳng về phía hộ sơn đại trận của Huệ Mi. Đúng vào lúc này, rác, trên thân của kiếm khai thiên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, kiếm khai thiên luôn khiến cho người ta run sợ đột nhiên lóe lên một luồng sáng chói mắt, dọa Hỏa Long chân quân vội vàng buông lỏng tay. Kiếm khai thiên rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng dưới chân ông ta, sau đó chìm sâu vào trong lòng đất. Cái gì, sao lại như thế, mồ hôi lạnh trên người Hỏa Long chân quân cứ thế túa ra.
Khai Thiên Kiếm đã từ bỏ ông ta. Không chỉ từ bỏ một mình ông ta, không có kiếm Khai Thiên, Hộ Sơn đại trận của Huệ Mi sẽ trở nên hết sức mong manh. Quả nhiên vào lúc ba con rồng lớn kia lao thẳng vào Hộ Sơn đại trận, cùng với một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, Hộ Sơn đại trận của Huệ Mi đã sụp đổ ngay tức thì. Bên ngoài mang theo một mùi khét lẹt lập tức xộc thẳng vào lá phổi của mỗi người trên núi Huệ Mi. Đồng thời, luồng sát khí đó lại càng khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng của đệ tử Hoa Sơn vào lúc mà Hoa Sơn bị tiêu diệt. Lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu ra tại sao Sở Hồng Thiên lại thà từ bỏ địa vị thủ lĩnh của Thiên Sơn trong năm đại danh Sơn cũng phải tới Long Kinh cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Khoảnh khắc này, Hỏa Long Chân Quân chỉ cảm thấy bản thân như bị một luồng tử khí bao vây lấy, đừng nói là ra tay, ngay cả dũng khí để cử động một đầu ngón tay cũng không có. Giống như chỉ cần ông ta khẽ cử động đậy thì sẽ biến thành một cái xác không hồn ngay lập tức. Lúc này, Hỏa Long Chân Quân thật sự quá hối hận. Thật ra từ trước tới nay, bởi vì ràng buộc của Hỏa Long Chân Quân mà trên tay đệ tử Huệ Mi cũng chẳng nhuốm bao nhiêu máu người vô tội. Dù lần này ông ta tới Long Kinh, Tiêu Chính Văn cũng không thể trách tội đệ tử Huệ Mi. Thế nhưng kết quả thì sao? Hỏa Long Chân Quân lại đưa ra một quyết định ngu xuẩn nhất. Ban nãy ông nói phải bắt người trong phạm vi mấy trăm cây số chết chung với ông à. Nụ cười trên mặt Tiêu Chính Văn rất lạnh lùng, trong ánh mắt ngập tràn sát khí. Tiêu Chính Văn, đệ tử của Huệ Mi không hề làm quá nhiều chuyện độc ác, cậu không thể. Hỏa Long Chân Quân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói bằng ngữ điệu khẩn cầu. Vừa mới ban nãy, ông còn định biến tất cả phạm vi cả trăm cây số thành biển lửa phải không? Một mình ông đã làm được hành động vĩ đại mà phải tới mấy chục nghìn người của các danh sơn khác mới làm nổi đấy. Tiêu Chính Văn nói rồi sải bước ra trước. Một giây sau, anh đã xuất hiện trước mặt Hỏa Long Chân Quân, nhìn Hỏa Long Chân Quân bằng ánh mắt lạnh tanh. Lúc này Hỏa Long Chân Quân đã sợ đến mức đứng không vững. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ sợ hãi. Người thanh niên trước mặt này quả là đáng sợ quá. Lúc này trên núi Huệ Mi đã có vô số thi thể ngã xuống. Những người này gần như bị cướp đi mạng sống chỉ trong thoáng chốc. Hiện giờ người vẫn có thể đứng trên cả đỉnh Huệ Mi cũng chỉ còn một mình Hỏa Long Chân Quân. Ngay cả đệ tử bán bộ nhân vương của ông ta cũng không thể thoát nạn, bị Tiêu Chính Văn cướp đi mạng sống, chết thảm trong trận chiến. Khi một mình đang cảm thấy sợ hãi thì ngay cả ý thức phản kháng cũng không có chứ đừng nói là ra tay. Lúc này Hỏa Long Chân Quân chỉ mong đợi kỳ tích có thể xảy ra. Nhưng thế giới này làm gì có nhiều kỳ tích như thế? Tiêu Chính Văn, tình thế đã thay đổi, cường giả ngoài lãnh thổ đã quay về với số lượng lớn, lẽ nào cậu không, ông ta còn chưa dứt lời đã phải ngừng lại đột ngột. Cũng không phải ngày đầu tiên cường giả ngoài lãnh thổ quay về, cho dù là ai nếu vi phạm pháp luật của thế tục đều phải trả giá. Tiêu Chính Văn rút kiếm Tần Vương ra. Trên thân kiếm không dính chút máu nào. Thi thể của Hỏa Long Chân Quân dần ngã xuống đất. Đến lúc chết ánh mắt ông ta vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Hầu hết người trên toàn thế giới đều có thể nhìn thấy khoảnh khắc Hỏa Long Chân Quân ngã xuống qua màn hình TV. Phần lớn các đệ tử Huệ Mi vì không bước ra khỏi cửa và không làm nhiều việc ác. Nên Tiêu Chính Văn không diệt sạch Huệ Mi, cũng xem ra để lại thế hệ truyền thừa cho Huệ Mi. Lúc này hai danh sơn còn lại cũng trở nên yên tĩnh hơn. Những người vừa rồi còn lớn lối đó đã sợ ngu người. Không ai có thể ngờ được Tiêu Chính Văn lại dám giết năm đại danh sơn thật, thậm chí còn cắt đứt hết thế hệ truyền thừa của Hoa Sơn. Lúc này không chỉ là năm đại danh sơn bị nỗi sợ với cái chết bao trùm, ngay cả các nước Mỹ Lục từng lên mặt với Hoa Quốc cũng bắt đầu lo lắng. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ mọi thứ sắp kết thúc thì Tiêu Chính Văn đeo kiếm Tần Vương lên, chân đạp lên rồng lớn bay về phía Hằng Sơn. Nhìn ba con rồng lớn đó ngay cả người dân cũng cảm thấy da đầu tê dại. Tất cả mọi người đều rời tầm mắt nhìn về hướng Hằng Sơn. Trước đó Hằng Sơn vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn với Tiêu Chính Văn, thậm chí có một cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương chết trong tay Tiêu Chính Văn. Bây giờ Tiêu Chính Văn đã tiêu diệt liên tiếp hai đại danh sơn. Rồi quay sang tấn công Hằng Sơn sẽ làm thế nào với Tiêu Chính Văn cũng trở thành tiêu điểm được mọi người quan tâm nhất. Lúc này sắc mặt ông Lư thay đổi, đổ mồ hôi lạnh nhìn lên bầu trời.
Là cụ ta xem thường Tiêu Chính Văn, dù có thế nào cụ ta cũng không ngờ Tiêu Chính Văn mới hơn 20 tuổi mà dám khiêu khích năm đại danh sơn bằng cách như vậy. Nhưng điều này cũng không phải do một mình ông Lư, dù sao so với năm đại danh sơn thì Tiêu Chính Văn hệt như một đứa bé mới chào đời. Mà năm đại danh sơn lại giống một người đàn ông trưởng thành. Một đứa trẻ đứng trước mặt người đàn ông trưởng thành chỉ vào anh ta nói, ông đây muốn dạy dỗ anh, e là không có ai tin. Nhưng vấn đề là đứa trẻ này không chỉ dạy dỗ người đàn ông trưởng thành đó, mà còn cố ý đánh gãy một chân của anh ta. Ông Lư, làm sao đây, Tiêu Chính Văn đã đuổi tới, cần mở hộ sơn đại trận của Hằng Sơn chúng ta không? Một người đàn ông trung niên đi đến gần ông Lư, mặt mày tái xanh hỏi. Ông Lư quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên và những người Hằng Sơn phía sau. Gần 100 đệ tử thế hệ thứ 3 của Hằng Sơn đều đứng quanh cụ ta, nhưng sắc mặt ai nấy cũng đều rất khó coi. Thậm chí ông Lư có thể nghe được tiếng tim đập của họ từ ánh mắt đầy vẻ sợ hãi của họ. Dù có quỳ xuống cầu xin với Tiêu Chính Văn, chỉ cần có thể bảo vệ được mạng sống này thì họ không sợ. Mọi người đều sợ sao? Ông Lư lạnh lùng nói. Người khác có thể đầu hàng nhưng chỉ có cụ ta là không thể. Với tư cách là phó thủ lĩnh của Hằng Sơn, cho dù có thế nào cụ ta cũng phải bảo vệ điểm cuối cùng. Ngay lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng sấm cuồn cuộn. Ầm ầm ầm, vô số tia chớp đánh vào đỉnh núi Hằng Sơn, nhiều căn nhà và cây cối đều bị thiêu rụi. Chỉ thoáng chốc đỉnh núi Hằng Sơn đã rơi vào biển lửa. Mở hộ sơn đại trận ra. Ông Lư không dám chậm trễ. Vội vàng hét lên với đệ tử bên cạnh. Dù có chết cụ ta cũng phải chiến đấu đến cùng. Một luồng khí tức cổ xưa lan ra từ đỉnh núi Hằng Sơn, bao trùm lấy Hằng Sơn như một tấm màn bảo vệ cực lớn. Hộ sơn đại trận của Hằng Sơn không giống Hoa Sơn và Huệ Mi, chỉ có chức năng phòng vệ. Mặc dù cũng từng đấu lại với cảnh giới nhân hoàng, thậm chí là cường giả cảnh giới cao hơn, nhưng hộ sơn đại trận của Hằng Sơn yếu nhất trong năm đại danh sơn. Khí tức cổ xưa đó nhanh chóng bị một luồng khí tức đế vương trấn áp, lúc này bầu trời cũng biến thành một màu vàng kim. Một con rồng màu vàng kim xoay vòng trên bầu trời Hằng Sơn, khiến đám người Hằng Sơn hoảng hốt. Tiêu Chính Văn, rõ ràng cậu lấy việc công báo thù riêng. Hằng Sơn tôi có ân oán của cậu từ lâu rồi, hôm nay dù cậu tàn sát đệ tử Hằng Sơn thì Hằng Sơn tôi cũng sẽ không cúi đầu với cậu. Ngay cả pháp luật Hoa Quốc cũng không quy định giết người chắc chắn là tội chết, hơn nữa không chỉ là đệ tử Hằng Sơn như thế, cậu có thể hỏi xem có tông môn nào không làm chuyện này không? Chẳng qua mượn cớ giết người mà thôi, bớt tỏ ra mình chính nghĩa đi. Ông Lư chỉ vào Tiêu Chính Văn, tức giận gào lên. Thà dùng cách khích tướng này còn hơn đi cầu xin Tiêu Chính Văn, ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn trúng kế, ngược lại Hằng Sơn có cơ hội sống sót. Hơn nữa bảo vệ Hằng Sơn bằng cách này, vừa có thể diện vừa thể hiện được tầm quan trọng của mình. Sau khi xong chuyện này, không ai trong năm đại danh Sơn được nó cụ ta lời lẽ đanh thép. Cho dù Tiêu Chính Văn không trúng kế, cụ ta cũng xem như ngẩng cao đầu mà chết. Tìm cớ, giết các ông còn cần phải mượn cớ sao? Hơn nữa, trong 7 điều cấm đã nói rõ, người đi giết người có thể chém đầu hoặc chém vào thắt lưng, có cái nào không phải tội chết? Dĩ nhiên không chỉ là đệ tử Hằng Sơn các ông làm bậy làm càn, thế nên tôi mới để tất cả tông môn các ông đều đến Long Kinh chịu phạt. Tôi chưa từng xử oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho một hung thủ giết người. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn cầm chặt kiếm Tần Vương đánh về đỉnh núi Hằng Sơn. Một luồng uy thế bao phủ cả trời đất như ập xuống. Đòn tấn công này vừa chứa đựng sức mạnh chân khí vừa có sức mạnh của đế vương. Mặc dù hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn rất mạnh nhưng sức mạnh đế vương lại là khắc tinh của hộ sơn đại trận. Nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn không chỉ muốn giết ông Lư mà còn muốn hủy diệt đỉnh Hằng Sơn chỉ trong một kiếm. Ngay lúc Tiêu Chính Văn giơ cao kiếm Tần Vương qua đỉnh đầu, bầu trời đã xuất hiện tia chớp màu tím, Tiêu Chính Văn chỉ kiếm vào hộ sơn đại trận của Hằng Sơn, tia chớp màu tím cũng đánh xuống cùng lúc. Rắc, ánh sáng màu tím bao trùm cả Hằng Sơn. Ngay cả hộ sơn đại trận cũng rung chuyển. Hộ sơn đại trận của Hằng Sơn vốn đã yếu, sao có thể chống đỡ được sự tấn công cuồng bạo như vậy? Chỉ miễn cưỡng chịu đựng được một lúc thì hộ sơn đại trận của Hằng Sơn đã nứt toác. Hộ sơn đại trận của Hằng Sơn bị hỏng, ngọn núi lộ ra.
Cùng lúc đó con rồng lớn màu trắng bỗng há miệng lao mạnh xuống. Như thể cảm nhận được uy thế lớn mạnh của rồng màu trắng, cả ngọn núi Hằng Sơn đều rung chuyển dữ dội. Tiếp đó là một kiếm đủ để hủy diệt trời đất của Tiêu Chính Văn. Chém ra một kiếm, một luồng sáng màu bạc chói mắt chém đứt đỉnh Hằng Sơn ra làm đôi. Rầm, rắc rắc rắc, một tiếng động cực lớn vang lên, đỉnh núi Hằng Sơn bắt đầu nghiêng sang một bên. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng của đỉnh núi Hằng Sơn, toàn bộ ngọn núi sụp xuống. Một kiếm san bằng đỉnh núi Hằng Sơn, ngay cả Lý Chính Đạo cũng ngạc nhiên đến mức trợn to mắt chứ đừng nói là người bình thường. Ngọn núi chính của năm đại danh sơn có thể nói là nơi quy tụ của tất cả tư liệu sách cổ. Ngọn núi chính của Hằng Sơn bị phá hủy, vậy thì vô số trận pháp, công pháp đã lưu truyền mấy nghìn năm cũng sẽ bị chôn sâu dưới lòng đất cùng với ngọn núi chính của Hằng Sơn. Cậu ta đang cắt đứt dòng chảy lưu truyền của Hằng Sơn. Ông lão đứng bên cạnh đứng bật dậy, lồng ngực phập phồng không thôi. Bên trong võ tông có một quy định bất thành văn, dù có mối thù thâm sâu tới độ nào thì cũng tuyệt đối không thể giết sạch hết những người kế thừa. Nếu không thì sự tích lũy cả mấy nghìn năm sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc. Cũng chính vì nguyên nhân này mà võ tông mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh. Dù có một số tông môn đã bị tiêu diệt, thế nhưng dòng chảy lưu truyền vẫn còn, chỉ cần có một, hai người giữ được mạng sống thì vẫn có thể xây dựng lại tông môn. Thế nhưng lần này Hằng Sơn quả thực đã bị Tiêu Chính Văn nhổ cỏ tận gốc, dù cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về xây dựng lại Hằng Sơn thì những cuốn sách cổ đó cũng chẳng thể tìm lại được nữa. Điều này sẽ khiến cho Hằng Sơn hình thành một phần đứt đoạn vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nhân tài cũng sẽ suy yếu từ đây. Ôi chao, e rằng sau này khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hằng Sơn trở về thì nhất định sẽ một mất một còn với cậu ta. Chuyện này không một ai nói đỡ được đâu. Lý Chính Đạo khẽ lắc đầu. Chiến lực kinh khủng của Tiêu Chính Văn quả thực đã khiến cho cụ ta phải nhìn bằng con mắt khác. Thế nhưng lúc này Lý Chính Đạo vẫn âm thầm cười khổ trong lòng, dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng còn quá trẻ. Làm việc căn bản không phân nặng nhẹ, dù đệ tử Hằng Sơn có phạm phải sai lầm lớn tới đâu thì cũng không thể hủy hoại nền móng của người ta chứ. Một mất một còn, e rằng chỉ cần cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hằng Sơn trở về thì sẽ lập tức truy sát Tiêu Chính Văn. Tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta có cơ hội nghỉ ngơi. Tới lúc đó chỉ có thể là hành hạ tới chết, đâu còn nói được tới chuyện sinh tử chi nữa. Ông lão nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Lý Chính Đạo khẽ gật đầu, dòng chảy lưu truyền bị người ta chặn đứt, ai có thể nhẫn nhịn nổi đây. Khoảnh khắc này, đám người Tung Sơn vẫn chưa bị Tiêu Chính Văn tìm tới cửa đã hoàn toàn chấn động vì hành động chém giết quả quyết của Tiêu Chính Văn. Tuyệt đối không thể liều mạng với Tiêu Chính Văn. Bọn họ không muốn trở thành Hoa Sơn hay Hằng Sơn thứ hai. Mau, cử người tới Long Kinh ngay lập tức. Một ông lão ngồi bên trong chính điện của Tung Sơn lớn tiếng gầm lên với mấy người đàn ông trung niên bên dưới. Sư phụ, lẽ nào chúng ta thật sự phải cúi đầu trước cậu ta hay sao? Hoa Sơn và Hằng Sơn đều có thể cái rắm. Cậu muốn nói bọn họ hy sinh anh dũng à? Có cái rắm, bọn họ không còn cơ hội nhận sai nữa nên mới buộc phải chết. Chỉ người sống sót thì mới có thể diện. Hiểu chưa hả? Ông lão đã hoàn toàn nổi điên. Người khác không nhìn ra nhưng cụ ta lại nhìn thấy rất rõ. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Hoa Sơn cũng muốn nhận sai, chỉ là Sung Tiêu Tử vẫn chưa kịp nhận sai thì cả Hoa Sơn đều đã bị giết sạch. Hằng Sơn thì càng không cần phải nói, bị một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém đứt ngọn núi chính, lúc này hối hận có tác dụng gì sao? Dù là thiên thần giáng thế thì cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Thế nhưng Tung Sơn thì khác, Tiêu Chính Văn vẫn chưa giết tới Tung Sơn, cũng có thể nói, Tung Sơn vẫn còn một con đường sống. Rõ, đệ tử lập tức tới Long Kinh nhận tội. Một người đàn ông trung niên tiến lên trước một bước, chắp tay nói với ông lão rồi lập tức quay người chạy ra khỏi đại điện. Mãi tới khi người đàn ông trung niên đi xa rồi. Ông lão đột nhiên lớn tiếng hô lên với Tiêu Chính Văn đang tiến về phía Tung Sơn, thưa vua Bắc Lương, đới hách sinh của Tung Sơn đã tới Long Kinh nhận tội. Vẫn mong vua Bắc Lương giơ cao đánh khẽ. Giọng nói của ông lão vang vọng khắp cả nước, ngay lập tức, những người trong võ tông vẫn còn đứng một bên quan sát bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng, còn đứng xem cái quái gì. Hằng Sơn và Hoa Sơn đều bị tiêu diệt rồi. Mau, ngay lập tức, cả võ tông chợt trở nên nhốn nháo. Vô số tông môn đồng loạt cử người tới Long Kinh nghe theo sự xử phạt của Tiêu Chính Văn. Thưa vua Bắc Lương,
Lạc Hà Tông đã cử thủ lĩnh tới Long Kinh chịu điều tra. Tông chủ Thiên Cực Tông đã tới Long Kinh. Ngay lập tức, những giọng nói cứ nối tiếp nhau truyền tới từ khắp bốn phương tám hướng của Hoa Quốc. Rất rõ ràng, tính mạng quan trọng hơn nhiều so với thể diện, trước đây bọn họ còn dám quan sát là vì đang đánh cược Tiêu Chính Văn sẽ không dám ra tay giết người. Thế nhưng hiện giờ, không một ai dám hoài nghi về dũng khí và sự quyết tâm của Tiêu Chính Văn nữa. Còn đứng xem tiếp, nói không chừng ngay cả cơ hội nhận lỗi cũng sẽ không có. Ngay lập tức, dư luận trở nên xôn xao. Năm đại danh sơn trước đây vẫn còn hống hách đã bị tiêu diệt mất phân nửa chỉ trong nháy mắt, mà võ tông thì càng lật mặt nhanh hơn, gần như tất cả đều đã nhận sai cùng một lúc. Năm năm qua, đừng nói là cả võ tông, dù chỉ là một tông môn nhỏ thì cũng đã có lúc nào phải cúi đầu trước người khác. Hơn nữa, bên trong thế tục, bất luận là ai, chỉ cần có dính dáng tới võ tông thì sẽ trở thành một người làm quan, cả họ được nhờ ngay tức khắc. Có thể nói, trong vòng 5 năm qua, cả Hoa Quốc bề ngoài vẫn ở dưới sự kiểm soát của giới chính trị, thế nhưng trên thực tế thì võ tông đã nắm giữ quyền sinh quyền sát. Thậm chí ngay cả một số quan chức cấp cao trong giới chính trị cũng phải dựa vào võ tông mà sống, ngay cả loại người như Vương Quốc Xương thì cũng có thể leo lên địa vị rất cao. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, mấy môn chủ tông môn ngày trước cao không với tới và cả hai đại danh sơn còn sót lại của năm đại danh sơn cũng đã đồng loạt cúi đầu nhận sai. Điểm mấu chốt nhất chính là chỉ cần dựa vào sức mạnh của một mình Tiêu Chính Văn đã có thể thay đổi hết tất cả. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nhớ lại 5 năm về trước, chính người đàn ông giống như một vị thần này đã dựa vào sức mình đạp bằng cả thế giới, vô số cường quốc lúc bấy giờ đều bị tắm máu chỉ trong một đêm. Chỉ một mình anh đã trấn áp được rất nhiều nước ngay cả đầu cũng không dám ngóc dậy. Có thể nói, mỗi một lần Tiêu Chính Văn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thì đều sẽ tạo ra kỳ tích. Đều dự báo cho sự khởi đầu của một thời đại hoàn toàn mới. Mà ngày hôm nay, dẫm bẹp uy phong của năm đại danh sơn, danh tiếng của Tiêu Chính Văn lại lẫy lừng khắp cả thiên hạ. Rất rõ ràng, bất luận thời đại có thay đổi ra sao, ba chữ vua Bắc Lương vẫn là một cái tên khiến cho người ta nghe mà khiếp hoảng. Cùng lúc này, bên trong sân bay Long Kinh đã bị tắc cứng từ lâu, các tông môn lớn và cả đại diện của năm đại danh sơn đã khiến cho lối đi của sân bay trở nên chật ních. Thậm chí có một số tông chủ tông môn còn đích thân tìm tới. Mà trước cửa trụ sở chính của Hắc Băng Đài tại Long Kinh thì đã chật kín người từ lâu. Mọi người đừng chen chúc, xếp hàng đi. Nói ông đấy, nhìn cái gì mà nhìn, còn chen nữa thì cút về đi. Một lính ngự lâm quân dùng tay chỉ vào một ông lão đang định chen hàng, lớn tiếng quát tháo. Đổi lại là khi trước, đừng nói là ngự lâm quân. Dù là những người cao quý có địa vị chức vụ cao thì cũng tuyệt đối không dám ăn to nói lớn như vậy với những tông chủ môn chủ của võ tông. Thế nhưng hôm nay, tất cả đều đã thay đổi rồi. Đối diện với lời quát tháo của tên lính ngự lâm quân kia, gương mặt hung ác của ông lão không ngừng co giật, thế nhưng cuối cùng thì ông ta vẫn chọn nhẫn nhịn. Ngay cả những người dân đứng hóng chuyện xung quanh cũng hết sức sững sờ, đó là tông chủ môn chủ đấy, ít nhất cũng là thủ lĩnh hay trưởng giáo gì đó. Đã có lúc nào bọn họ cần phải xếp hàng đâu cơ chứ? Dù gì thân phận địa vị cũng phơi bày ra đó. Thế nhưng lúc này, những tông chủ môn chủ đó lại thật sự ngoan ngoãn xếp thành hàng dài, thậm chí bị hai tên lính ngự lâm quân canh trước cửa quát mắng mà cũng không dám hé răng nửa lời. Thời đại thật sự thay đổi rồi. Không ít người không nhịn được mà hòa khóc, mấy năm vừa qua, bọn họ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu sự đối xử bất công, bao nhiêu người nhà tan cửa nát. Hiện giờ bọn họ lại có thể an cư lạc nghiệp được rồi, sao có thể không kích động được cơ chứ? Mà tất cả những điều này đều phải cảm ơn vua Bắc Lương. Lúc này, Tần Vũ ngồi bên trong phòng làm việc, yên lặng chờ Tiêu Chính Văn trở về. Dù gì thời hạn 3 ngày cũng đã qua, mấy người giống như Sở Hồng Thiên có thể nhận được cơ hội gặp mặt Tiêu Chính Văn tại khách sạn. Thậm chí sau khi xong việc còn có cơ hội thưởng thức đại tiệc. Thế nhưng những người trước mắt này lại không có đãi ngộ tốt tới thế. Không chỉ cần phải giải thích rõ tất cả mọi vấn đề mà còn cần viết cả giấy cam kết. Ngoài ra, với tính tình của Tiêu Chính Văn, làm không tốt thì sẽ còn phạt bọn họ một trận nữa. Lúc ông ta đang tính toán trong lòng, ngoài cửa đột nhiên truyền tới những âm thanh ồn ào. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người ta đẩy ra, chỉ thấy Trần Hoa An bước vội tới trước mặt Tần Vũ. Tươi cười đon đả nói, cậu Tần à,
khi trước đều là do tôi nói năng không suy nghĩ, vẫn hy vọng cậu đừng để bụng làm gì. Có thể làm phiền cậu Tần thay nhà họ Trần chúng tôi nói tốt mấy câu ở trước mặt vua Bắc Lương không? Từ lúc thông tin Tung Sơn quy phục và cả Hoa Sơn lẫn Huệ Mi đều bị tiêu diệt truyền tới, Trần Hoa An đã hoàn toàn hoang mang. Lăn lộn ngoài đời đã lâu, lão biết rất rõ vào thời khắc mấu chốt mà đứng nhầm đội sẽ có kết cục như thế nào. Chỗ dựa duy nhất của lão chính là Năm Đại Danh Sơn, thế nhưng lúc này, ngay cả Năm Đại Danh Sơn cũng đã quy phục, còn có thể bảo vệ được cho nhà họ Trần hay sao? Ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ, ông Trần, nhà họ Trần mấy người có Năm Đại Danh Sơn che chở cho mà vẫn còn cần tới mấy lời nói tốt của tôi hay sao? Hoa Quốc vẫn là Hoa Quốc khi xưa, có ai là không sợ hãi trước uy phong của Năm Đại Danh Sơn cơ chứ? Tần Vũ bật cười lạnh lùng nói. Mấy câu nói ngắn ngủi của Tần Vũ khiến mặt Trần Hoa An đỏ bừng. Năm Đại Danh Sơn, bây giờ Năm Đại Danh Sơn tự lo cho mình còn chưa xong, đâu rảnh rỗi mà quan tâm tới lão nữa. Vừa ban nãy, thông qua màn hình TV, Trần Hoa An đã tận mắt chứng kiến một nhát kiếm của Tiêu Chính Văn san phẳng cả ngọn núi chính của Hằng Sơn thế nào. Trong số Năm Đại Danh Sơn, những ai không chịu cúi đầu đã bị tiêu diệt hết. Hơn nữa, Tung Sơn trong số Năm Đại Danh Sơn cũng đã nhận tội trước khi Tiêu Chính Văn kịp giết tới Tung Sơn, huống hồ là nhà họ Trần bọn họ. Ban nãy ở trước cửa, Trần Hoa An còn gặp được mấy môn chủ tông chủ từng khuyên lão đừng cúi đầu trước Tiêu Chính Văn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Hoa An, mấy lão già đó chỉ biết cúi đầu làm ra vẻ không hề quen biết. Điều này càng khiến cho Trần Hoa An tức phát điên. Gì mà Năm Đại Danh Sơn, gì mà Võ Tông, đều là một đám nhát chết. Mấu chốt nhất chính là mấy môn chủ tông chủ đang xếp hàng trước cửa đều chỉ phạm phải lỗi nhỏ. Dù có phạm phải những sai lầm nghiêm trọng thì cũng đều là hành vi của đám đệ tử, có truy giết cũng không tới được trên đầu bọn họ. Thế nhưng Trần Hoa An thì khác, lão gần như đã trực tiếp tham gia vào một loạt những chiêu trò che mắt dư luận. Bôi nhỏ công lao, chống đối lại Tiêu Chính Văn. Có rất nhiều bài báo và tin tức đều do đích thân Trần Hoa An cầm bút. Nếu như tính toán rõ ràng thì Trần Hoa An sẽ chính là người phải đứng mũi chịu sào. Suy cho cùng, nhà họ Trần cũng chỉ là một gia tộc kinh doanh bình thường, ngay cả Võ Tông cũng đã sợ, lão đâu còn dám đối địch với Tiêu Chính Văn nữa. Cậu Tần, tôi biết trước đây đều là do tôi không tốt, là tôi sống không biết điều. Cầu xin cậu nể mặt ông Dương mà cho tôi cơ hội được làm lại một lần nữa nhé. Trần Hoa An nắm chặt lấy tay Tần Vũ, đầu gối uốn cong mấy lần như muốn quỳ luôn xuống trước mặt Tần Vũ. Giờ ông lại nhớ đến các mối quan hệ à? Nói thật nếu như không nể mặt ông Dương thì trước đây tôi cũng chẳng buồn tới nhà họ Trần mấy người. Ông có biết loại chuyện như lật đổ bia công trạng có sức ảnh hưởng lớn tới độ nào tại Hoa Quốc hay không? Chuyện đã qua rồi thì tôi cũng không muốn nhắc lại nữa. Chỗ này có một bản báo cáo, ông xem đi. Tần Vũ nói, rút ra một tập tài liệu từ trong ngăn kéo rồi đưa cho Trần Hoa An. Trần Hoa An chỉ liếc mắt nhìn qua đã sợ tới độ ngồi thụp xuống đất. Cả Hoa Quốc, 36 tỉnh liên danh yêu cầu điều tra tới cùng chuyện dỡ bỏ bia công trạng của nhà họ Tiêu. Hơn nữa, có quá nửa số quan chức lớn cấp tỉnh công khai bày tỏ, bất luận ai là người đầu sỏ phía sau thì đều phải nghiêm trị không tha. Mà một nửa số quan chức lớn cấp tỉnh còn lại cũng kiên quyết hơn, đề nghị Chu Di cửu tộc người đã tung tin đồn nhảm để răn đe kẻ khác. Chuyện này, Trần Hoa An vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa cầu xin, Tổng tư lệnh Tần, cậu phải điều tra cho rõ vào. Tôi, nhà họ Trần chúng tôi cũng bị người của Năm Đại Danh Sơn bức ép. Tình hình khi đó, tôi nghĩ cậu cũng biết rồi, nếu như nhà họ Trần chúng tôi không nghe theo thì có thể sẽ còn bị giết hết, Tổng tư lệnh Tần. Xin tha mạng. Nói xong, Trần Hoa An quỳ luôn xuống đất, không ngừng dập đầu lại Tần Vũ. Lão hiểu rất rõ, người có thể cứu lão lúc này chỉ có Tần Vũ mà thôi. Trong số những quan chức cấp cao tại Long Kinh, duy chỉ có Tần Vũ là từng kề vai tác chiến với Tiêu Chính Văn, vậy nên tình cảm giữa hai người hết sức sâu sắc. Đổi lại là người khác thì đều không thể xin được một con đường sống cho nhà họ Trần. Ôi chao! Thật ra có một số chuyện không phải tôi muốn thế nào thì sẽ thế đó, danh tiếng của vua Bắc Lương vào 5 năm trước, không cần tôi nói, tự bản thân ông cũng biết. Bây giờ, để lấy lòng vua Bắc Lương, chuyện gì thì mấy quan chức lớn cấp tỉnh cũng có thể làm ra được, 36 tỉnh đó, tất cả mọi người đều thống nhất với nhau. Hơn nữa chuyện này cũng đã truyền tới tai thiên tử rồi, ông bảo tôi cứu ông,
thế nhưng tôi biết cứu ông như thế nào đây? Tần Vũ bất lực lắc đầu. Chưa nói tới chuyện Tần Vũ đã chẳng có chút thiện cảm nào với Trần Hoa An, dù anh ta thật lòng muốn cứu, sự việc đã tới nước này thì anh ta cũng chẳng thể làm gì được nữa rồi. Tổng tư lệnh Tần, tôi tình nguyện gánh hết tất cả mọi tội danh, chỉ xin cậu tha cho mấy chục sinh mạng vô tội của nhà họ Trần chúng tôi. Dù gì thì bọn họ cũng đều là người vô tội, chỉ cần Tổng tư lệnh Tần có thể cứu được nhà họ Trần của tôi, vậy tôi có phải làm trâu làm ngựa cho cậu thì cũng cam tâm tình nguyện hết. Trần Hoa An vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống lã chã. Ôi chao! Tần Vũ thấy Trần Hoa An đã từng này tuổi mà còn khóc lóc thảm thương như vậy thì không khỏi động lòng trắc ẩn. Thật ra muốn bảo vệ cho nhà họ Trần thì chỉ cần một câu nói của vua Bắc Lương. Thế nhưng nhà họ Trần ông biết làm sao để rửa sạch cho hết mọi tội trạng khi trước. Nếu như so về danh vọng, tiền tài, chưa nói tới nhà họ Trần của ông. Những môn chủ võ tông bên ngoài cửa kia đều phải dựa vào vua Bắc Lương hết đó. Có cơ nghiệp quật không chừa một ai, sự đến nước này, tôi chỉ có thể nhắc việc này với vua Bắc Lương mà thôi, còn về việc vua Bắc Lương có thể gặp ông hay không, gặp ông lúc nào thì tôi thật sự không nói chắc được. Tần Vũ không ngừng lắc đầu thở dài, nói. Dẫu sao vật đổi sao rời, nếu như ban đầu khi anh ta tìm tới nhà họ Trần, Trần Hoa An có thái độ này thì giờ Tần Vũ có nói giúp mấy câu cho nhà họ Trần. Xin Tiêu Chính Văn tha mạng cho họ cũng không khó. Thế nhưng bây giờ, hàng dài người đang xếp hàng bên ngoài cửa. Dù Tiêu Chính Văn có trở về, chính sự còn xử lý chưa xong, đâu có thời gian mà đi gặp Trần Hoa An cơ chứ. Hừ, ông nội, theo cháu thấy tên họ Tần này không hề muốn giúp nhà họ Trần chúng ta. Và lại, giới truyền thông cả nước đều nằm trong tay chúng ta, vua Bắc Lương dám làm gì chúng ta chứ? Tần Vũ vừa dứt lời. Nam thanh niên đứng sau lưng Trần Hoa An đã tiến lên trước một bước, đỡ Trần Hoa An dậy rồi lớn tiếng quát tháo. Hỗn xược, Trần Hoa An giơ tay giáng một cái tát rất mạnh lên trên mặt của nam thanh niên đó. Bây giờ đã tới giây phút sinh tử tồn vong của nhà họ Trần rồi, truyền thông gì? Thân phận địa vị gì? Ở trước mặt vua Bắc Lương, những thứ này có tác dụng sao? Hơn nữa, ngay tới vương thất Lý Tâm người ta cũng dám tiêu diệt. Dòng chảy lưu truyền của năm đại danh sơn cũng dám cắt đứt, một nhà họ Trần nhỏ bé, ở trong mắt người ta chẳng là cái thá gì. Trần Hoa An, mấy người trở về đợi đi, 80% Tiêu Chính Văn không có thời gian gặp mấy người đâu, sớm biết sẽ có ngày này sao ban đầu còn làm thế. Ngụy tạo chứng cứ giả, sỉ nhục anh hùng, mấy người đã phạm phải điều tối kỵ của Tiêu Chính Văn. Thứ mà mấy người sỉ nhục không chỉ là nhà họ Tiêu mà còn cả 200.000 tướng sĩ quân Phá Long đóng quân ở Bắc Lương, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Đại trưởng lão Võ Tông lạnh lùng nhìn Trần Hoa An, trầm giọng nói. Lời này vừa mới thốt ra, hai ông cháu Trần Hoa An lập tức bị dọa sợ. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, Trần Hoa An nước mắt lưng tròng gật đầu lia lịa, sau đó được cháu trai đỡ đi ra khỏi cửa. Mà lúc này... Sở Hồng Thiên cũng chắp hai tay sau lưng chạy tới hóng chuyện. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra ngay mấy người Lạc Trường Sinh bên trong đám người, đúng là thế sự vô thường. Nghĩ tới đây, Sở Hồng Thiên cười lạnh lùng, nói, ôi chao, đây không phải viện trưởng Lạc Trường Sinh của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn à? Sao thế, không phải cậu nói phải đấu một trận với Tiêu Chính Văn ư? Cậu đấu đi chứ, giọng nói của Sở Hồng Thiên rất lớn, mọi người đang có mặt đều nghe thấy rõ mồn một. Đặc biệt là Lạc Trường Sinh đã bị mấy câu nói này của Sở Hồng Thiên sỉ nhục, đỏ mặt tía tai. Sư thúc, dẫu sao thì ông và tôi cũng là người trong Thiên Sơn, việc gì phải bức ép người ta như thế? Mặt Lạc Trường Sinh đỏ bừng, nghiến răng nói. Sư thúc, hừ, từ lúc tôi trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, cậu gọi tôi được một tiếng sư thúc chưa? Ở trong mắt cậu, tôi chính là một tên hèn nhát. Là tên phế vật có bị người ta tát công khai cũng không dám hé răng nửa lời. Sao nào, giờ cậu cũng mang mặt mình tới đây cho cậu Tiêu tùy ý tát rồi sao? Sở Hồng Thiên lạnh lùng chế nhạo. Chuyện này, Lạc Trường Sinh nghiến răng ken két. Trước khi tới đây, gã đã cho người đi hỏi thăm, chiến sự ở vùng ngoài lãnh thổ đang rất căng thẳng, cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ của Thiên Sơn căn bản chưa thể trở về ngay lập tức. Đừng nói là vài tháng. Dù là một ngày thì mấy người Lạc Trường Sinh cũng không đợi được nữa. Ôi chao, kẻ thức thời mới là Trang Hào Kiệt, kẻ thức thời. Sở Hồng Thiên lớn giọng nhắc lại một lần ba chữ cuối cùng. Mặc dù ông ta đang chế nhạo mấy người Lạc Trường Sinh,
thế nhưng trong lòng thì lại cảm khái muôn phần. Một mình Tiêu Chính Văn lại thật sự ép cho năm đại danh sơn không ngóc đầu lên nổi, cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Một người thanh niên mới 20 mấy tuổi lại khiến cho năm đại danh sơn phải đồng loạt cúi đầu. Đây là sự quyết đoán và cường thế ở độ nào cơ chứ? Đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên chiếu xuống một tia sáng màu vàng. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn đứng trên thân rồng vàng, chậm rãi tiến lại. Chúng tôi xin kính chào vua Bắc Lương. Âm một tiếng, tất cả môn chủ tông chủ cùng với đại diện của năm đại danh sơn đều đồng loạt quỳ xuống. Nhà họ Lý vốn là thế gia võ thuật được truyền từ mấy ngàn năm trước, có lai lịch vô cùng sâu xa, lại còn hiểu rất rõ về thanh kiếm khai thiên. Nếu lúc này Hỏa Long Chân Quân chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1, thì phạm vi ảnh hưởng sẽ không thể rộng như thế được. Nhưng từ uy thế được bộc lộ ra của thanh kiếm khai thiên cho thấy Hỏa Long Chân Quân lúc này đã đạt đến thực lực của nhân vương cấp 2. Tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng cảnh giới nhân vương cấp 2 lại có thể mở ra sát khí của thanh kiếm khai thiên. Điều này hoàn toàn khác với lúc Tiêu Chính Văn đánh vào Hoa Sơn. Không phải hộ sơn đại trận của Hoa Sơn không có năng lực tấn công, mà do sự tu luyện của Sung Tiêu Tử không đủ nên hoàn toàn không thể sử dụng hộ sơn đại trận để giao đấu với Tiêu Chính Văn. Nhưng còn Hỏa Long Chân Quân thì khác. Lúc này, sát khí của thanh kiếm khai thiên đã được giải phóng, trong khi thanh kiếm khai thiên lại là tâm trận của hộ sơn đại trận của Huệ Mi. Có nghĩa là Hỏa Long Chân Quân có thể sử dụng hộ sơn đại trận để đánh một trận sống chết với Tiêu Chính Văn. Lúc này, mặc dù Lý Chính Đạo cũng đã ngờ tới việc Tiêu Chính Văn tấn công Huệ Mi có thể sẽ dẫn đến chiến tranh, nhưng cụ ta lại không thể ngờ rằng sẽ là một trận chiến kinh hoàng đến mức này. Đã có nhiều sổ sách ghi lại rằng những chiến tranh hạt nhân có thể hủy diệt mọi sinh vật đã nổ ra ở thời tiền sử. Nhưng đó chỉ là cách hiểu sai về lịch sử cổ đại của người hiện đại mà thôi. Loại uy lực có thể hủy diệt loài người, thậm chí là tất cả sinh vật trên thế giới bằng một cú đánh tuyệt đối không phải thứ vũ khí hạt nhân này có thể làm được. Chỉ có nhân vương hay thậm chí là một sự tồn tại lớn mạnh hơn mới có thể bùng phát được sức mạnh kinh hoàng khi liều mạng ra tay. Cho dù Tiêu Chính Văn và Hỏa Long Chân Quân đều không có thực lực ghê gớm như thế, nhưng nếu cả hai dốc toàn lực mà xé nát thì lại có thể hủy diệt dãy núi Thục Sơn. Nghĩ đến đây, Lý Chính Đạo không khỏi siết chặt nắm đấm. Cụ ta rất muốn ngăn cản, nhưng cho dù là thực lực của cụ ta hay những ông lão bên cạnh đều không đủ để thay đổi trận chiến quyết định giữa Tiêu Chính Văn và Huệ Mi. Hỏa Long Chân Quân cầm thanh kiếm khai thiên trong tay, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói, danh con. Hôm nay tôi sẽ cho cậu lĩnh giáo thế nào gọi là sức mạnh hủy trời diệt đất. Cho dù có bao nhiêu người chết thảm trong trận chiến này, cũng sẽ tính trên đầu cậu. Không phải cậu thường mượn việc đòi công lý cho người dân để làm cớ sao? Vậy thì lần này chính cậu sẽ là người khiến trăm họ lầm than. Hỏa Long Chân Quân đột nhiên hét lên một tiếng, sương mù trong toàn bộ Huệ Mi và hàng chục đỉnh núi đều trở nên mờ nhạt hẳn đi. Trên thanh kiếm Thiên Sơn, dày đặc chữ triện và ký tự phong ấn xuất hiện trong nháy mắt. Ngay cả trên bầu trời cũng xuất hiện vô số tia chớp mãnh liệt, gần như cả trời đất bên này cũng sắp không chịu nổi áp lực mạnh mẽ này, và như sắp sụp đổ tới nơi. Mà ở xung quanh Huệ Mi, một người bình thường trong bán kính trăm cây số, vào lúc này, rõ ràng cảm nhận được ngay cả không khí cũng sắp bị rút sạch, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn. Những thú dữ trong rừng núi thậm chí nằm phịch xuống và không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, như thể cái chết đã ở ngay trước mặt. Tiêu Chính Văn vung tay lên, thanh kiếm Tần Vương lại lần nữa chém về phía Hỏa Long Chân Quân. Một vầng sáng bạc chói chang tự nhiên xuất hiện trên bầu trời, một cơn bão nổi lên trên mặt đất, cuốn lấy vô số cát đá, ngay cả sắc trời cũng mở tối đi rất nhiều. Giết, Hỏa Long Chân Quân giận dữ giống lên, đồng thời vung thanh kiếm khai thiên, chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Dầm. Trước khi hai thanh kiếm dài của đôi bên kịp chạm vào nhau, trên trời đã vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Trong tích tắc, mặt đất ở giữa hai người đã nứt toác. Dung nham nóng rực phun trào từ dưới lòng đất. Mặt đất không ngừng nứt ra, bầu trời lúc sáng lúc tối, như thể vào giờ khắc này, ngay cả bầu trời cũng sắp sụp đổ, cả mặt đất cũng sắp vỡ tan tành. Lý Chính Đạo dường như cũng cảm nhận được sức mạnh hủy trời diệt đất này, cụ ta đột nhiên đứng lên. Rồi chạy thẳng vào nhà trong mấy bước, lại dừng lại. Thế tử muốn lấy bảo vật gia truyền của nhà họ Lý ra để ngăn cản hai người họ sao?
Ông lão có vẻ hơi do dự nói. Nhà họ Lý cũng có bảo vật gia truyền, nếu lấy bảo vật gia truyền dùng hết sức để tấn công, chắc chắn có thể ngăn chặn thảm họa này xảy ra. Nhưng nếu như vậy, còn át chủ bài của nhà họ Lý sẽ sớm bị bại lộ, điều này cực kỳ bất lợi cho nhà họ Lý. Quên nó đi, tôi bây giờ chỉ còn 1/3 sức mạnh, không thể nào phát huy được sức chiến đấu mạnh nhất, lại càng không thể ngăn cản được hai người họ. Ngược lại sẽ lật hết con át chủ bài của nhà họ Lý tôi, sau này rất có khả năng sẽ bị những thế gia khác kìm hãm. Có lẽ đây là số mệnh của những người ở xung quanh Thục Sơn là như vậy. Lý Chính Đạo nhắm mắt lại và lắc đầu liên tục. Lúc này, sau khi Tiêu Chính Văn và Hỏa Long Chân Quân cố đỡ một đòn, hai người lại tách ra. Tiêu Chính Văn đứng sừng sững trên không trung, cũng nhận ra sự thay đổi lúc này. Anh khác với Hỏa Long Chân Quân, anh tuyệt đối sẽ không để ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng đến người thường. Ngay sau đó anh vung tay, một luồng sáng vàng lập tức bao vây lấy anh và Hỏa Long Chân Quân. Đúng vậy, đó là trận pháp không gian của Hoa Sơn, việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chính Văn vừa từ bỏ con át chủ bài cuối cùng của mình để tránh trăm họ lầm than. Thấy vậy, Hỏa Long Chân Quân nở ra một nụ cười xấu xa, Tiêu Chính Văn làm vậy chẳng khác gì tự phế võ công của mình. Danh con, theo như tôi biết, trận pháp không gian này hẳn là cách cứu lấy bản thân cuối cùng của cậu đúng không? Không ngờ cậu thật sự vì những con kiến này mà không màng đến sống chết. Giọng nói của Hỏa Long Chân Quân nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới nghe được. Thậm chí ngay cả những người đang chú ý xem trận chiến cũng hoàn toàn không nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. Thế thì đã sao, giết ông, chẳng tốn hơi sức chút nào. Tiêu Chính Văn hừ một tiếng, thân hình anh đột nhiên di chuyển. Lần này, Tiêu Chính Văn không hề nương tay, mà sử dụng ngay chân khí của mình, thân hình của anh nhanh như tia chớp, xông lên giết Hỏa Long Chân Quân. Xì, Hỏa Long Chân không thể ngờ rằng tốc độ di chuyển của Tiêu Chính Văn lại nhanh đến mức này. Theo lý mà nói, Tiêu Chính Văn chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 vốn không thể có được động tác nhanh như vậy được. Có lẽ nào anh đã lĩnh ngộ được cấp độ đó. Trong lòng Hỏa Long Chân Quân đột nhiên trùng xuống, Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ được nguyên khí. Hay cao hơn nguyên khí. Còn không kịp suy nghĩ thì Hỏa Long Chân Quân đã vung kiếm khai thiên trong tay, khi vô số kiếm khí tóe ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một biển lửa. Chỉ trong nháy mắt ánh lửa lan ra hàng trăm cây số, che khuất mặt trời trên bầu trời. Tiêu Chính Văn đang ở trong biển lửa lại như hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Dưới chân anh xuất hiện hình thái cực âm dương cực lớn đang xoay tròn nhanh chóng. Vô số sinh khí lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn và hình thành một bức thành che chở xung quanh anh, đồng thời ngăn tách cơ thể anh khỏi biển lửa vô tận. Tiêu Chính Văn, cậu còn không dừng tay lại, lửa trời này một khi rơi xuống, Huệ Mi sẽ không còn ai sống sót trong bán kính trăm cây số. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Chính Văn không giảm mà lại tăng, trong lòng của Hỏa Long Chân Quân cũng bắt đầu hốt hoảng. Tiêu Chính Văn đã mất trí thật rồi, lửa trời vô tận này nếu như rơi xuống. Chỉ cần vừa chạm tới thì tất cả mọi người đều sẽ chết, hơn nữa ngay cả linh hồn cũng sẽ bị thiêu chết. Sở dĩ ông ta làm như vậy là vì muốn ngăn cản tốc độ tấn công của Tiêu Chính Văn, nhưng lại không ngờ rằng ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn lại còn mạnh hơn. Tiêu Chính Văn điên rồi sao? Hỏa Long Chân Quân đang sử dụng thiên hỏa bất diệt. Đó là một trong ba tuyệt kỹ của Huệ Mi, loại lửa này dùng trận pháp để tập hợp lửa trời trong vũ trụ lại với nhau. Trừ khi Hỏa Long Chân Quân thu lại trận pháp về, nếu không, tuyệt đối không thể dập tắt được. Lẽ nào cậu ta muốn những người ở xung quanh Thiên Sơn đều phải chôn thân dưới biển lửa sao? Lý Chính Đạo đứng bật dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn về phía Huệ Mi. Lúc này, tất cả những người ở phía dưới bị bao trùm bởi lửa trời đều hít sâu một hơi. Mặc dù lửa trời đó cách bọn họ rất xa, nhưng cảm giác bỏng rát đó lại vô cùng chân thật. Nếu cậu đã muốn chết, thì chơi tới cùng luôn. Hỏa Long Chân Quân thấy sát khí của Tiêu Chính Văn không hề giảm, mà lại càng ngày càng đến gần mình, ông ta hít sâu một hơi, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông ta vung thanh kiếm khai thiên, và dùng hết sức để giết Tiêu Chính Văn. Cho dù có chết, ông ta cùng phải kéo theo Tiêu Chính Văn chết chung. Hai binh khí cấp thần lại va chạm vào nhau. Trên bầu trời lập tức nổ ra một đám mây hình nấm cực lớn. Khi sóng khí cuộn trào, lửa trời trước đó ngay lập tức càng trở nên nóng rực hơn. Rầm, lúc này, gần như cả thế giới đều chết lặng. Sau khi đám mây hình nấm nổ ra, hình thái cực âm dương dưới chân Tiêu Chính Văn cũng biến mất theo,
chỉ còn lại biển lửa vô tận trên không trung trong bán kính trăm cây số. Không còn hơi thở của Tiêu Chính Văn nữa. Ha ha ha, sau khi sững sờ một phút, Hỏa Long Chân Quân đột nhiên bật cười ha hả, thằng nhóc Tiêu Chính Văn chết rồi. Ha ha ha, cậu nói gì, tất cả tông môn của Võ Tông đều cử người đến. Dược Phương Cốc và Võ Thần Tông thì sao? Lý Chính Đạo hơi sửng sốt nhìn người báo việc của nhà họ Lý hỏi. Thế tử, chỉ có Võ Thần Tông và Dược Phương Cốc không cử người đến Long Kinh, nhưng trong 5 năm nay, đệ tử của Dược Phương Cốc và Võ Thần Tông vẫn luôn đóng cửa không ra ngoài, gần như không liên hệ với thế giới bên ngoài. Thế nên trong danh sách của Tiêu Chính Văn không có hai tông môn này. Nói rồi người báo việc đưa một danh sách cho cụ ta. Trên đó còn liệt kê chi tiết đệ tử nào của năm đại danh sơn đã phạm tội gì. Duy chỉ không có tên của đệ tử Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông. Đọc đến đây, Lý Chính Đạo khẽ gật đầu. Thế tử, ngay cả người của Tung Sơn và Thiên Sơn đã đến hiện trường, lẽ nào Tiêu Chính Văn đáng sợ đến thế sao? Con cháu nhà họ Lý nhíu mày hỏi. Vẫn còn rất nhiều người đáng sợ hơn cậu ta, nhưng bây giờ vùng ngoài lãnh thổ đang trong thời điểm nguy cấp. Nhiều người không thể quay về, thế nên Tiêu Chính Văn mới có cơ hội tiêu diệt năm đại danh sơn. Thật ra đó không phải là thực lực của cậu ta, mà là nhờ thanh kiếm Tần Vương. Lý Chính Đạo vừa đọc danh sách vừa trầm giọng nói. Ý ông là đằng sau kiếm Tần Vương có vấn đề gì à? Con cháu nhà họ Lý đó khó hiểu hỏi. Dù sao một thanh kiếm cũng là một vật vô giác, có thể có ích gì với Tiêu Chính Văn chứ? Kiếm Thanh Vương không phải là bảo kiếm bình thường. Thanh kiếm này có chưa khí vận đế vương, thế nên người bình thường cầm nó cũng cảm thấy nặng như núi, chứ đừng nói là sử dụng. Nói đến đây, Lý Chính Đạo không khỏi cảm thấy mất mát. Cụ ta là thế tử nhà họ Lý, từng may mắn thấy được kiếm Tần Vương vào hơn 100 năm trước. Lúc đó Lý Chính Đạo còn bước đến dùng thử. Nhưng khiến cụ ta thất vọng là dù cụ ta dùng hết sức mình cũng không thể nhấc kiếm Tần Vương đó lên. Từ đó Lý Chính Đạo mới nhận ra điều khác biệt của kiếm Tần Vương. Trên thế giới này chỉ có hai kiểu người mới có thể dễ dàng dùng kiếm Tần Vương. Kiểu đầu tiên là người bình thường, hơn nữa phải là người chưa từng tập võ. Nhưng kiếm Tần Vương lại không có tác dụng gì với người bình thường, ngược lại sẽ mang lại tai họa chết người cho mình. Kiểu người còn lại là người được kiếm Tần Vương công nhận, ngoài ra không ai có thể rút được kiếm Tần Vương ra khỏi vỏ. Ý ông là từ xưa đến nay ngoài Tần Vương thì chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể sử dụng được thanh kiếm này. Con cháu nhà họ Lý không khỏi nhíu mày nói. Lý Chính Đạo lắc đầu nói, cũng không phải, theo tôi được biết từ thời Đường đến nay, vẫn còn hai người có thể dùng kiếm Tần Vương. Ồ, ai thế? Nghe Lý Chính Đạo nói, ngay cả ông lão bên cạnh cũng không khỏi quay đầu lại nhìn Lý Chính Đạo. Một người là Chu Kỳ Trấn, còn một người là Triệu Văn Cát. Nghe đến hai cái tên này, ngay cả ông lão cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Chu Kỳ Trấn là chiến thần đại minh nổi tiếng, nhưng chiến thần này phải được đặt trong ngoặc kép. Sao ông ta có thể được kiếm Tần Vương công nhận, người như Chu Kỳ Trấn mà có thể nhấc được kiếm Tần Vương lên thật à? Ông lão do dự một chốc vẫn nói lên thắc mắc của mình. Lịch sử thường không giống với những gì nhiều người thấy, Chu Kỳ Trấn bị quan văn của mình bán đứng mới có sự thay đổi lớn. Thật ra không có cuộc chiến tranh nào cả, chỉ có sự thay đổi về binh sĩ. Nhưng người có thể được kiếm Tần Vương công nhận thì cả đời xác định sẽ không được yên ổn, một là lên voi xuống chó hoặc hai là trở thành mục tiêu công kích của quần chúng. Dù là kiểu nào đi nữa đều không phải là thứ người thường có thể chịu được. Trong giọng nói của Lý Chính Đạo còn chứa chút gì đó ghen tị. Ý của Thế Tử là Tiêu Chính Văn dùng khí vận của đế vương để phá vỡ trận phá bảo vệ của năm đại danh sơn. Ông lão nhíu chặt mày hỏi. Lý Chính Đạo gật đầu, ba con rồng lớn bên cạnh Tiêu Chính Văn chính là minh chứng. Dù Tiêu Chính Văn đã dung hợp ba quả tim rồng nhưng trước khi anh chưa đạt đến cảnh giới nhân vương và khi kiếm Tần Vương không ở trong tay anh, cùng lắm chỉ có thể dùng được một con rồng lớn. Cũng chính là rồng vàng. Nhưng khi Tiêu Chính Văn có kiếm Tần Vương trong tay, ba quả tim rồng có thể hóa thành rồng. Lực tấn công của ba con rồng lớn đã quá rõ ràng. Nếu không có ba con rồng này, Tiêu Chính Văn muốn phá vỡ hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn chỉ với thực lực nhân vương cấp 1 thì quả đúng là người ngốc nói mớ. Năm nay Tiêu Chính Văn vẫn chưa đến 30 tuổi, vừa không có tông môn vừa không có chỗ chống lưng,
Sao cậu ta lại biết làm thế nào để phá được hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn? Ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo híp mắt trầm giọng nói. Vãi, được ông lão nhắc như thế, Lý Chính Đạo không khỏi trợn to hai mắt, trầm giọng nói, ông Mạc, ý ông là. Đúng thế, cậu ta vừa không phải là thế tử, vừa không có tông môn, rốt cuộc ai đã nói cho cậu ta biết những điều này? Mạc Thiên Sầu, chính là người cùng thời kỳ với Nhạc Trung Kỳ vào 500 năm trước. Chỉ là so với Nhạc Trung Kỳ, danh tiếng của lão kém xa hơn rất nhiều. Nếu Nhạc Trung Kỳ còn sống, nhìn thấy ông lão này tin chắc cũng sẽ rất sốc. Không ai ngờ được Mạc Thiên Sầu sẽ trở thành tay sai của nhà họ Lý. Đúng thế, tôi, vào trước là chủ, Tiêu Chính Văn này chắc chắn có bí mật gì rất lớn. Lý Chính Đạo như bừng tỉnh nói. Thân là thế tử nhà họ Lý, biết được cách phá giải hộ sơn đại trận cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng tại sao Tiêu Chính Văn cũng biết? Nói thật thì ngay cả đại trưởng lão của võ tông cũng không biết bí mật này. Ừ, thân thế của Tiêu Chính Văn rất đáng để cân nhắc, có lẽ ngay cả nhà họ Tiêu cũng có lai lịch rất lớn. Ông Mạc trầm giọng nói. Ngoài lãnh thổ từng có một tin đồn rằng 100 năm sau sẽ có một người tài do trời chọn, chẳng lẽ lại là Tiêu Chính Văn? Nếu cậu ta là người đó thật thì đã có thể hiểu mọi chuyện rồi. Lý Chính Đạo nhíu mày nói. Đây là một trong những kết quả mà Lý Chính Đạo không muốn thấy nhất. Thế tử, đừng nghĩ nhiều, trăm nghìn năm này, người tài do trời chọn rất nhiều. Nhưng có mấy ai có thể đi đến cuối không? Người được trời chọn chắc chắn phải trải qua rất nhiều gian khó, trong 10 người có thể có một người còn sống đã là kỳ tích rồi. Nếu không vận mệnh mấy nghìn năm Hoa Quốc sẽ gặp trắc trở vậy sao? Ông Mạc không cho là đúng, khuyên nhủ. Lý Chính Đạo im lặng suy nghĩ một hồi mới không nhíu mày nữa. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn đang sải bước đi vào văn phòng của Tần Vũ. Trong hành lang, người của Võ Tông hay đại diện của năm đại danh sơn đều đồng loạt quỳ một gối xuống chào Tiêu Chính Văn. Xét ở một khía cạnh nào đó, Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, còn đám người Võ Tông này lại không có chức quyền gì ở giới chính trị, chỉ là người dân bình thường. Cho nên quỳ chào Tiêu Chính Văn cũng là điều hiển nhiên. Đám người nhà họ Quý nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt phức tạp. Hai, xem ra chúng ta xem thường cậu ta quá rồi. Ông cụ Quý không cam lòng siết chặt nắm đấm. Trước đây có cơ hội có thể làm danh tiếng của nhà họ Quý vang khắp bốn biển đặt ngay trước mặt, nhưng họ lại bỏ qua cơ hội này chỉ vì sự kiêu ngạo của mình. Lúc này Tiêu Chính Văn đã chèn ép cho cả Võ Tông không ngẩng đầu lên được, chỉ ít trước khi các cao thủ ngoài lãnh thổ quay về. Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ là sự tồn tại tối thượng của Võ Tông. Ông nội, hôm nay anh ta làm tuyệt tình như thế, lẽ nào anh ta không sợ sau này cường giả ngoài lãnh thổ của Hằng Sơn quay về sẽ xử lý anh ta sao? Quý Sương Nhi nhíu chặt mày hỏi. Xử lý, con bé này, cháu ngây thơ quá, thế giới này chắc chắn không chỉ có trắng và đen, chắc chắn sẽ có rất nhiều người lôi kéo thế hệ trẻ tài năng như Tiêu Chính Văn. Võ Tông chưa bao giờ là một tấm sắt. Huống hồ ai mà không muốn giành được mầm non tốt về dưới môn phái của mình. Ông cụ Quý cười khổ nói. Đã đến đông đủ hết chưa? Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn đám người Võ Tông kia mà chỉ quay đầu hỏi Long Thất. Những người đại diện của các Võ Tông đều đến đủ rồi, chỉ có Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông chưa cử người đến thôi. Long Thất nghiêm nghị đáp. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, mấy người các ông và toàn bộ những người trong danh sách kia đều phải bị xử tử hình. Cái gì? Xử tử hình, tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ, Tiêu Chính Văn lại muốn xử tử hết tất cả bọn họ. Mặc dù tất cả bọn họ đều thầm cười nhạo, nhưng bây giờ những cường giả vùng ngoài lãnh thổ đều không thể trở về ngay, trước mắt họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Bằng không thì Hoa Sơn, Hằng Sơn, Huệ Mi đều là những tấm gương sống, ngay cả năm đại danh Sơn cũng không thể tránh khỏi nạn kiếp, huống chi là mấy Võ Tông bọn họ. Vua Bắc Lương. Chúng tôi rất thành khẩn nhận lỗi, sau này chúng tôi chắc chắn sẽ quản lý nghiêm khắc đám đệ tử của mình, xin vua Bắc Lương rộng lượng bỏ qua cho. Người đại diện của Tung Sơn là người đầu tiên phát biểu, cúi đầu chắp tay với Tiêu Chính Văn. Sở dĩ ông ta nói thế, đơn giản là muốn để lại chút thể diện cho Tiêu Chính Văn, cũng là để lấy lại chút thể diện cho mình. Dù sao cũng không vẻ vang gì khi bị ai đó trói lại và diễu hành trên phố. Tiêu Chính Văn nhìn mọi người rồi cười khẩy nói, thật ra, con đường ở trước mặt các ông đã không còn nhiều nữa, hoặc là lấy công chuộc tội,
hoặc là bị xử tội chết, không có con đường thứ ba để đi. Nghe đến đây, Lạc Trường Sinh không khỏi buồn bực nói, vua Bắc Lương, chúng tôi không hiểu ý của cậu, làm thế nào để lập công chuộc tội. Từ khi linh khí trở về, đã hiếm có cuộc chiến giữa các quốc gia. Giữa các quốc gia lại càng gắn bó thân thiết, có vẻ như họ đang chờ đợi kết quả ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, bây giờ là thời kỳ yên bình trước cơn bão ập đến. Điều này rất đơn giản, cách đây một thời gian, không phải người Vi Hào đã đánh đến đây sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp. Nghe vậy, hầu như tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Mấy ngày trước, quả thật người Vi Hào đã đánh đến đây. Nhưng sau đó, Thiên Đạo Minh Ước đã ra lệnh, Hoa Quốc và Vi Hào phải hợp lực để ứng phó với tình thế hỗn loạn sắp tới. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn muốn bọn họ phải làm trái ý của Thiên Đạo Minh Ước? Vua Bắc Lương, chúng tôi không hiểu ý của cậu lắm. Lạc Trường Sinh cố ý hỏi. Rất đơn giản, vì sự an toàn của Hoa Quốc, hãy giết hết đám võ sĩ của Vi Hào. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói. Cái gì, giết hết võ giả của Vi Hào? Đây không còn là giết chết người kế thừa của một môn phái nữa, mà là giết hết tất cả người truyền thừa của một đất nước. Thậm chí từ nay về sau, Vi Hào sẽ không còn giới võ thuật nữa. Sau khi lời này thốt ra, không chỉ các chủ tông chủ môn đều sững sờ, mà ngay đến ông cụ quý cũng ngây người ra. Chỉ có Tần Vũ nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hơi lo lắng. Thật ra Tần Vũ đã biết trước quyết định của Tiêu Chính Văn. Trước đây Tần Vũ cũng đã từng thuyết phục Tiêu Chính Văn, tuy rằng điều này không có nghĩa nước Vi Hào sẽ bị hủy diệt, nhưng hậu quả vẫn rất nghiêm trọng. Không gian bỗng rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, thứ mà bọn họ sợ không phải là những võ giả của Vi Hào, mà là sau này Thiên Đạo Minh Ước sẽ tính sổ với bọn họ. So với Tiêu Chính Văn, rõ ràng Thiên Đạo Minh Ước càng khiến bọn họ e sợ hơn. Có vẻ như, các ông không muốn lập công chuộc tội. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lướt nhìn vẻ mặt của từng người. Vua Bắc Lương, từ khi linh khí trở về, các nước đều hòa hoãn với nhau. Người trước đây đã xúc phạm đến uy nghiêm của nước ta cũng đã chết, vậy thì tại sao chúng ta phải, người kia còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời nói, đã chết. Hắn vốn đáng chết, tại sao nước Vi Hào nhỏ bé lại dám xúc phạm đến uy nghiêm của cường quốc của tôi? Đơn giản là vì bọn họ cho rằng, cho dù có chọc giận Hoa Quốc tôi, thì Hoa Quốc cũng tuyệt đối không dám trả thù bọn họ ở trong thời kỳ đặc biệt này. Thế nào gọi là có chỗ dựa nên không hề sợ hãi? Đây chính một ví dụ, có qua mà không có lại là một điều bất lịch sự, nếu Vi Hào không muốn sống hòa thuận với chúng ta, vậy không cần phải sống chung nữa. Nghe đến đây, gần như trước mắt của tất cả mọi người đều tối sầm lại. Lời nói của Tiêu Chính Văn rất mơ hồ. Mặc dù anh chưa từng nhắc đến Thiên Đạo Minh Ước, nhưng từ trong ra ngoài anh đều tỏ rõ thái độ với tất cả mọi người. Cho dù là Thiên Đạo Minh Ước cũng không thể khống chế Hoa Quốc. Nhưng một mình anh chống đối với Thiên Đạo Minh Ước thì đã đành, giờ anh còn muốn kéo hết toàn bộ võ tông của Hoa Quốc xuống nước sao? Vua Bắc Lương, có lẽ có vài chuyện cậu không biết, vài ngày trước, Thiên Đạo Minh Ước đã ra lệnh cho chúng tôi hợp tác với Vi Hào chung tay chiến đấu cái gì? Thiên Đạo Minh Ước rõ ràng là đang gài bẫy các ông cũng không nghĩ xem, bọn họ đến vì điều gì? Bọn họ chỉ muốn lấy tim rồng từ Hoa Quốc chúng ta. Mở ra di tích Long tộc để lấy bí mật xuyên suốt mấy ngàn năm. Sở dĩ họ muốn các ông giảng hòa với Vi Hào, đơn giản là vì cái chết của Odea Kasuo mà thôi. Là người của Hoa Quốc, không thể nghe theo sự sắp đặt của họ được, hiểu không? Làm chó săn chỉ có hai kết cục, một là cút khỏi Hoa Quốc, đừng bao giờ trở lại và hai là chết ở Hoa Quốc. Ngay khi Tiêu Chính Văn thốt ra lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Ý trong lời nói của anh đã rất rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là cắt đứt quan hệ với Thiên Đạo Minh Ước. Đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm, mà là một câu hỏi bắt buộc. Cho dù là Tiêu Chính Văn hay Thiên Đạo Minh Ước, cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Làm trái ý của Tiêu Chính Văn, họ sẽ chết ngay lập tức, nhưng nếu chống đối lại Thiên Đạo Minh Ước, thì sau này bọn họ cũng sẽ chết. Cậu Tiêu, Thiên Đạo Minh Ước có liên hệ với cường giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước. Nếu chúng tôi cố chấp làm trái ý của Thiên Đạo Minh Ước, e rằng sẽ dẫn đến sự bất mãn của các võ giả vùng ngoài lãnh thổ của các nước trên thế giới. Đến lúc đó, hoàn cảnh của chúng tôi, Lạc Trường Sinh bước lên một bước và thuyết phục thêm lần nữa.
Trong số những người ở đây, chỉ có ông ta là có thâm niên cao nhất, hơn nữa, lại còn là viện trưởng của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn, ngoài gã ra, không ai có tư cách nói những lời này với Tiêu Chính Văn. Về phần Sở Hồng Thiên, lúc này cũng không dám nói thêm một lời. Thế thì đã sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Trường Sinh. Thế thì đã sao? Lạc Trường Sinh há hốc mồm, đến cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói, cậu Tiêu, thành thật mà nói, không chỉ các tiền bối vùng ngoài lãnh thổ của năm đại danh sơn chúng tôi đã đồng ý hòa giải với Vi Hào, mà ngay cả tất cả các thế gia của Hoa Quốc cũng đã ký tên lên hiệp ước hòa giải rồi. Chúng tôi làm như vậy chẳng khác nào lừa dối thầy và tiêu diệt tổ tiên của chúng tôi. Nhưng tôi chưa đồng ý. Giọng nói của Tiêu Chính Văn càng lúc càng lạnh lùng. Vua Bắc Lương, chúng tôi thật sự không thể làm như thế, nếu không, đến khi các cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về, thiên đạo minh ước chắc chắn sẽ khiến Hoa Quốc, soạt. Ông ta còn chưa kịp nói xong, một ánh sáng lóe lên, một đầu người đã bay lên cao. Ngay sau đó, một cái xác không đầu đã lập tức ngã xuống hành lang. Nhìn thấy người bị giết, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Ngay cả Lạc Trường Sinh cũng nuốt nước bọt và lui lại về vị trí ban đầu. Tất cả các tông chủ và môn chủ đều nín thở, thậm chí còn không dám thở. Những người đến đây hôm nay, ít nhất là các thủ lĩnh của các võ tông, Tiêu Chính Văn thì giỏi rồi, nói giết là giết. Tôi nghĩ các ông đã hiểu lầm một chuyện, tôi bây giờ là đang thông báo cho các ông, không phải đang thảo luận với các ông. Tôi đã nói rồi, các ông vốn là những người đáng chết. Cho các ông lấy công chuộc tội chính là cho các ông một con đường sống. Nếu các ông không muốn, vậy tôi cũng không ngại giết hết các ông đâu. Anh vừa dứt lời, mọi người đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Nếu là ba ngày trước, Tiêu Chính Văn nói những lời này, bọn họ sẽ chỉ nghe nó như một trò cười. Nhưng bây giờ, bọn họ không còn nghi ngờ lời của Tiêu Chính Văn nữa, cũng không dám phản bác. Điều này thật sự ngang ngược đến mức, không cho bọn họ cơ hội giải thích. Còn ai có ý kiến khác không? Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn lại lọt vào tai mọi người, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi rùng mình. Chúng tôi bằng lòng ra sức vì đất nước, sẵn sàng tuân theo sự sắp xếp của vua Bắc Lương, nếu có việc gì cũng đều nghe theo. Sở Hồng Thiên vội vàng tiến lên một bước và chắp tay nói. Sở Hồng Thiên là người duy nhất có thể nhận rõ tình thế tại nơi này, bây giờ Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn nói đạo lý gì với người của Võ Tông. Vốn dĩ đám người trong võ tông này đều quy phục trước vũ lực của Tiêu Chính Văn. Vậy nên chuyện có thể giải quyết bằng nắm đấm, Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không phí lời với bọn họ. Sở Hồng Thiên không chỉ có địa vị rất cao ở Thiên Sơn mà cũng cực kỳ có danh vọng ở trong võ tông. Mọi người thấy Sở Hồng Thiên đã tỏ rõ thái độ thì cũng đồng loạt hùa theo. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là giữ lấy tính mạng, dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đã nói rất rõ rồi, hoặc là lập công chuộc tội. Hoặc là chết. Chỉ là không biết chúng tôi giết tới Vi Hào vào thời điểm nào. Sở Hồng Thiên vô thức hỏi một câu. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Sở Hồng Thiên, bình thản nói, chọn ngày không bằng gặp ngày, theo tôi thấy, chỉ bằng hôm nay xuất phát luôn đi. Hôm nay, Lạc Trường Sinh lấy hết can đảm tiến lên trước một bước, nói cậu Tiêu, đệ tử môn đồ chúng tôi vẫn còn chưa hay tin, có thể cho chúng tôi thời gian một ngày để thông báo xuống bên dưới hay không? Dẫu sao nếu chỉ dựa vào chúng tôi, muốn giết sạch võ giả Vi Hào thì nhân lực thật sự hơi yếu. Thật ra Lạc Trường Sinh cũng tính có thể trì hoãn được bao nhiêu thì trì hoãn, thậm chí từ đầu tới cuối, gã đều không muốn nhúng tay vào chuyện này làm gì. Thời gian một ngày, quá dài, chỉ có thể cho mấy người một buổi chiều thôi, sáng sớm ngày mai buộc phải xuất phát. Tới lúc đó, tôi sẽ đợi mấy người ở vùng duyên hải phía đông, các người liệu mà làm đi. Nếu như sáng ngày mai, ai lâm trận bỏ chạy thì đừng trách tôi xử lý theo quân pháp. Nói xong, Tiêu Chính Văn xua tay ý bảo mọi người lui xuống. Ngay tức thì, ngay cả Lạc Trường Sinh cũng ngẩn ra tại chỗ, cái gì gọi là xử lý theo quân pháp. Bọn họ không phải là quân đội của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn rõ ràng đang đối đãi với bọn họ như quản lý cấp dưới. Còn không đi, Long Thất trầm giọng chất vấn. Được được được, sáng ngày mai chúng tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Lạc Trường Sinh nghiến răng, quay người rời đi. Thấy Lạc Trường Sinh rời đi, những tông chủ và môn chủ khác cũng đồng loạt chán nản đi theo ra sau. Mãi tới sau khi mọi người đi rồi, ông Quý mới khẽ nhíu mày nói với Tần Vũ, quyết định này của cậu Tiêu có phải hơi tắc trách rồi không? Không phải không thể giết sạch hết Vi Hào, thế
thế nhưng đối địch với thiên đạo minh ước thì quả thực có phần không lý trí. Dù Tiểu Thái Tông cũng vì làm trái lại thiên đạo minh ước mà bị hại, thế nhưng tình cảnh của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Tiểu Thái Tông chỉ kháng nghị, mà Tiêu Chính Văn lại trắng trợn đứng về phía đối lập với thiên đạo minh ước. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn còn lấy cái chết ra để uy hiếp cả võ tông, cách cùng kéo bọn họ xuống dưới nước mặc dù cũng có điểm tài trí, thế nhưng sau này nhất định sẽ bị võ tông báo thù. Đối với bản thân Tiêu Chính Văn mà nói, quyết định này tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt nhất. Ông quý, vua Bắc Lương vẫn luôn là như vậy, cậu ấy đã không thèm đếm xỉa tới an nguy của bản thân từ lâu, vậy nên cả Hoa Quốc mới tôn trọng vua Bắc Lương như vậy. Dù là thiên tử thì cũng thường nói với chúng tôi rằng nếu như Hoa Quốc có thêm vài vua Bắc Lương thì chắc chắn thiên hạ sẽ là chúng ta. Tần Vũ cảm thán với tâm trạng phức tạp. Nhiều năm qua, Tiêu Chính Văn vì Hoa Quốc, không biết đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử. Thế nhưng quyết định bây giờ này lại như thể khiến cho Tiêu Chính Văn như đứng trên bờ vực dốc đứng. Đừng thấy bây giờ trong giới chính trị hết sức tung hô Tiêu Chính Văn mà lầm. Thế nhưng một khi Tiêu Chính Văn gặp phải khó khăn, những người này căn bản sẽ không xuất hiện giúp đỡ. Cuộc quyết đấu với thiên đạo minh ước cũng chỉ có thể dựa vào sức lực của một mình Tiêu Chính Văn mà đối kháng với toàn thiên hạ. Tần Vũ thật tâm không hy vọng nhìn thấy cảnh tượng này. Thế nhưng cũng chính vì như vậy nên Tiêu Chính Văn mới được kiếm Tần Vương đồng ý, mới được Tần Vương công nhận. Đứa con được trời lựa chọn sẽ không nghe theo mệnh trời mà dùng chính khí tự thân để định đoạt cho số kiếp của mình. Sau khi mọi người trong võ tông rời khỏi trụ sở chính của Hắc Băng Đài, Lạc Trường Sinh cũng bước nhanh tới trước mặt Sở Hồng Thiên, nói, sư thúc, lẽ nào Thiên Sơn chúng ta thật sự phải giúp Tiêu Chính Văn tấn công Vi Hào sao? Điều này đồng nghĩa với việc Thiên Sơn đã trồng xuống một mầm tai họa rất lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ đều bị bức ép trước uy thế của Tiêu Chính Văn, không thể không cúi đầu trước giới chính trị. Thế nhưng bọn họ đều là người trong Thiên Sơn, đương nhiên nên đồng tâm hiệp lực với nhau. Ôi chao, cậu Lạc, sao tới tận bây giờ rồi mà cậu vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ thế? Sở Hồng Thiên vội vàng lắc đầu nói, cậu cũng không thử nghĩ xem Thiên Sơn chúng ta còn có lựa chọn khác hay sao? Nền móng của năm đại danh Sơn quả thực quá thâm sâu, trước kia làm gì có ai dám khinh thường chúng ta? Thậm chí ngay cả quân vương cũng phải nể mặt chúng ta vài phần. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Mấy người quá sắc sược rồi, cho rằng cả thiên hạ này ai ai cũng phải nể mặt mấy người hay bận tâm tới nền móng của năm đại danh Sơn, thế nhưng Tiêu Chính Văn tuyệt đối là ngoại lệ. Nếu không, ân sư của tôi sao lại chết trong tay cậu ta? Ngọn núi chính của Hằng Sơn sao lại bị chém đứt, sao Hoa Sơn lại bị giết sạch, Hỏa Long chân quân của Huệ Mi đã phải bỏ mạng như thế nào? Người ta căn bản không nhìn vào vai vế, không nhìn vào nền móng, chỉ dùng nắm đấm, dùng đao kiếm để nói chuyện. Cậu đã hiểu chưa? Thế nhưng lần này tới Vi Hào, chúng ta có thể còn phải đối diện với hai cao thủ thật sự của Vi Hào, sư thúc có nhớ hai người Kansa và Ohara không? Lạc Trường Sinh nhỏ giọng nói. Nhắc đến hai người này, trên mặt Sở Hồng Thiên cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Mấy trăm năm trước, hai người bọn họ đã có thực lực ở cảnh giới nhân vương. Còn chuyện đã tới được cấp mấy nhân vương thì căn bản chẳng thể đoán nổi. Hơn nữa, hai người này mới là thực lực thực sự của Vi Hào. Nghe nói bọn họ vẫn luôn canh giữ mộ cho Hachiki Orochi. Trước đây, hai người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ diện, thế nhưng vào lúc thế hệ kế tục của võ giả Vi Hào sắp sửa bị giết hết, sao hai người họ có thể không ra tay được cơ chứ? Đương nhiên là nhớ, có điều dù hai người bọn họ có ra tay, chúng ta cũng buộc phải tiến lên trước. Chết trong tay người của chính mình sẽ chỉ trở thành trò cười, chết trong tay bọn họ, ít nhất chúng ta cũng được cái tiếng tận chung với đất nước. Sở Hồng Thiên bất lực lắc đầu. Ông ta chỉ là bán bộ nhân vương, khoảng cách tới nhân vương vẫn còn cả một đoạn đường rất dài phải đi. Thế nhưng đối phương thì đã đột phá lên cảnh giới nhân vương từ mấy trăm năm trước, cách biệt giữa đôi bên lớn như vậy, gần như tương đương với khoảng cách giữa trời và đất. Dù cả võ tông Hoa Quốc cùng góp sức thì căn bản cũng không phải đối thủ của hai người này. Thậm chí có thể còn bị tiêu diệt hết toàn quân. Năm đại danh Sơn có hộ Sơn đại trận bảo vệ, vậy thì Vi Hào sao có thể không có trận pháp hộ quốc? Người có địa vị quá thấp đương nhiên không thể biết chuyện, thế nhưng hai người Kansa và Ohara nhất định có thể khởi động được hộ quốc đại trận. Hơn nữa, võ thuật Vi Hào vốn dĩ chính là âm dương thuật và nhẫn thuật truyền lại từ thời Thiên Tần. Ngay từ thời Tần Hán,
Hoa Quốc đã cắt đứt dòng chảy lưu truyền của cả hai nhà này, đối với trận pháp của hai nhà này thì càng hiểu biết ít hơn. Vậy nên nỗi lo lắng của Lạc Trường Sinh cũng không phải không có lý. Lẽ nào muốn trông chờ vào một mình Tiêu Chính Văn đối kháng với hai người bọn họ? Chuyện này không phải đi nộp mạng hay sao? Lạc Trường Sinh nín thở nói. Là sống hay là chết, bây giờ nói vẫn còn quá sớm, dù Tiêu Chính Văn không địch lại được, chúng ta cũng có thể nghĩ cách đọ sức với họ, đi thông báo xuống dưới trước, mau chóng tới đi, đừng tới lúc đó lại bị Tiêu Chính Văn gây rắc rối. Sở Hồng Thiên lại thẳng thừng lẩn tránh vấn đề này của Lạc Trường Sinh. Thật ra ngay cả Sở Hồng Thiên cũng bất an trong lòng, sao ông ta có thể không biết Kansa và Ohara? Hai người này tiếng tăm lừng lẫy tới độ nào vào 1000 năm trước cơ chứ? Ngay cả sư phụ của Sở Hồng Thiên cũng tỏ ra hết sức cung kính hai người bọn họ. Hơn nữa lúc mà Kiếm Tiên Thiên Sơn còn sống, Sở Hồng Thiên đã từng hỏi chuyện có liên quan tới hai người Kansa và Ohara. Kiếm Tiên Thiên Sơn cũng nói thẳng cho Sở Hồng Thiên biết hai người này không chỉ có chiến lực cực kỳ cao mà trận pháp của bọn họ cũng hết sức kỳ dị. Năm đó khi Kiếm Tiên Thiên Sơn mới vào Vi Hào đã suýt thì bỏ mạng bên trong trận pháp. Thế nhưng bây giờ Sở Hồng Thiên đã không còn lựa chọn nào khác nữa, có một số chuyện biết rõ sẽ chết nhưng vẫn buộc phải liều mình nhảy vào. Thấy hai người Sở Hồng Thiên và Lạc Trường Sinh không nói thêm gì, những người khác càng rơi vào trong nỗi tuyệt vọng bất tận. Dù có phải đi nộp mạng thì cũng chẳng phải không còn chút cơ hội sống nào. Thế nhưng nếu như làm trái ý Tiêu Chính Văn, không chỉ có bọn họ sẽ chết mà ngay cả tông môn của họ cũng sẽ bị diệt trừ tận gốc. Vào lúc các môn phái võ tông điều động nhân lực, Lý Chính Đạo quay người nhìn về phía ông Mạc, nói, ông Mạc, Tiêu Chính Văn có ý tiến công vào giới võ thuật của Vi Hào, ông nghĩ thế nào về chuyện này? Ông Mạc cười lạnh lùng, nói, đáng giết, người trong giới võ thuật Vi Hào đều đáng giết, nên tiêu diệt hết cả gia tộc bọn họ. Lý Chính Đạo hơi ngẩn ra, theo cụ ta thấy, ông Mạc nên phản đối hành động của Tiêu Chính Văn mới đúng. Không ngờ trong lòng ông Mạc vẫn có thủ oán. Lý Chính Đạo bình thản cười nói. Người Vi Hào tâm địa hiểm ác, ai ai cũng biết, không thể giữ lại. Hành động này của Tiêu Chính Văn, tôi cảm thấy cực kỳ thỏa đáng, đáng tiếc cậu ta không có sự tàn bạo đó, chỉ giết người trong giới võ thuật có hơi mềm yếu đàn bà rồi. Nghe thấy lời này, Lý Chính Đạo không khỏi ngửa mặt cười lớn, lẽ nào cũng tiêu diệt hết cả quốc gia của người ta hay sao? Vật đổi sao rời rồi, tiêu diệt cả nước Vi Hào, đối với Hoa Quốc mà nói. Danh tiếng sẽ bị tổn hại. Có điều, thực lực của hai người Kansa và Ohara không hề tầm thường, theo tôi thấy, chỉ bằng ông Mạc cũng đi một chuyến đi. Lý Chính Đạo nhìn về phía ông Mạc bằng ánh mắt lấp lánh. Nghe thế sắc mặt ông Mạc hơi khó coi nói, Thế tử, lần này tôi quay về thế tục là vì bảo vệ cho Thế tử, chứ không phải vì, Lý Chính Đạo không để ông Mạc nói hết khẽ xua tay nói, ông Mạc, chuyến này võ tông Hoa Quốc gần như đã không còn người tài giỏi. Nếu thất bại sẽ có hậu quả gì, tôi tin ông biết rõ hơn tôi. Quyết định của Tiêu Chính Văn chưa chắc là sai, nhưng chắc chắn đảm bảo không sai sót. Với thực lực của cậu ta cùng lắm chỉ có thể chiến với một người trong số đó, cộng thêm sự giúp đỡ của ông Mạc có thể giết được Kansa và Ohara. Thế nên vẫn mong ông Mạc vất vả một chuyến. Nghe thế ông Mạc im lặng một hồi rồi gật đầu nói, nếu Thế tử đã nói thế thì tôi sẽ nghe theo lời Thế tử. Nói rồi ông Mạc đứng dậy rời đi, một nhoáng đã không thấy bóng dáng cụ ta nữa. Sáng hôm sau, khi mọi người võ tông đang bàn luận với nhau thì trên không trung bỗng nổi lên một gợn sóng, một ông lão tóc bạc xuất hiện trên không trung. Ai, người bên dưới đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Sở Hồng Thiên nhìn thấy người đến, con người không khỏi co rụt, ngạc nhiên nói, ông Mạc. Là ông Mạc nhà họ Lý. Nghe đến cái tên này ngay cả đám người Lạc Trường Sinh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên cùng sợ hãi. Ngay cả nhà họ Lý cũng ra tay giúp đỡ. Hôm nay ở Long Kinh, nhà họ Lý còn không bảo người đến mà bây giờ rõ ràng là nhà họ Lý chủ động ra tay. Hơn nữa vai vế của ông Mạc này cực kỳ cao. Nghe nói cụ ta là người cùng thời với Nhạc Trung Kỳ. Mặc dù thực lực không bằng Nhạc Trung Kỳ nhưng cũng không phải là người họ có thể so sánh. Dù là Kiếm Tiên Thiên Sơn gặp ông Mạc cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Nhà họ Lý chỉ là một gia tộc võ thuật, dù truyền thừa mấy ngàn năm nhưng nền tảng không thể so được với năm đại danh sơn. Cao thủ như ông Mạc có địa vị cực cao ở nhà họ Lý.
Nói cách khác, Lý Chính Đạo có thể bảo ông Mạc đến là đã đặt cọc mọi thứ của nhà họ Lý ở Thế Tục lên bàn. Ông Mạc, tôi Sở Hồng Thiên kính chào ông Mạc. Sở Hồng Thiên cúi người chào ông Mạc đang đứng trên không. Mặc dù Sở Hồng Thiên cũng từng bái chào Tiêu Chính Văn nhưng hai người họ lại không giống nhau. Ông ta chào Tiêu Chính Văn là vì thực lực, còn với ông Mạc hoàn toàn là lễ chào của võ tông. Lúc này các tông môn của tông môn lớn cũng lần lượt chào ông Mạc theo Sở Hồng Thiên. Ông Mạc chỉ lạnh nhạt gật đầu. Ông Mạc hoàn toàn không có gì để nói với đám người này, dù sao vai vế của cụ ta vẫn còn đó. Hôm nay đến đây cũng không phải vì họ, mà là vì Tiêu Chính Văn. Mặc dù Lý Chính Đạo không có tiếng nói, nhưng sự hy sinh của các tông môn lớn vốn dĩ là do họ tự chuốc lấy. Nếu là vì sự truyền thừa của Hoa Quốc thì lúc Tiêu Chính Văn giết hết đám người trên núi Hằng Sơn, Lý Chính Đạo không có lý do không ra tay giúp đỡ. Tiêu Chính Văn đúng là cực kỳ xuất chúng, thậm chí ngay cả Lý Chính Đạo cũng phải đứng về phía bên Tiêu Chính Văn. Ông Mạc, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được gặp mặt ông, dù có chết bọn tôi cũng không còn gì hối tiếc nữa. Lạc Trường Sinh tiến đến trước nịnh nọt nói. Nghe gã nói thế, ông Mạc quay đầu lại nhìn đám người Lạc Trường Sinh, không cảm xúc nói, sống chết khó lường, trận chiến hôm nay là trận chiến quốc vận của Hoa Quốc và Vi Hào. Cho dù là tôi cũng không thể đảm bảo cho mọi người an toàn. Một câu nói khiến một chút tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng những người ở đó lập tức tiêu tan. Đối mặt với Kansa và O'Hara, dĩ nhiên đệ tử của các tông môn võ tông không biết quan hệ lợi hại. Nhưng thân là môn chủ sao lại không biết chứ? Nếu người Vi Hào xông vào Hoa Quốc, họ chắc chắn sẽ giữ chúng ở lại Hoa Quốc mãi mãi, còn họ xông vào Vi Hào cũng có thể là thập tử nhất sinh. Thậm chí là chết hết cả. Càng quan trọng hơn là một khi trận pháp bảo vệ đất nước mở ra thì không phải là trận pháp đơn giản như thế nữa. Càng đáng sợ hơn nữa là kết giới của quốc vận. Mỗi một quốc gia đều có quốc vận của riêng mình, Hoa Quốc cũng có. Quốc vận của một đất nước là khí vận của từng người kết hợp lại với nhau. Thế nên uy lực vô cùng đáng sợ. Như Tiêu Chính Văn dùng khí vận đế vương để phá vỡ trận pháp bảo vệ núi của năm đại danh sơn vậy, khí vận đó không phải là thứ người ngoài có thể chống đỡ được. Đúng lúc này trong không trung dâng lên một đợt sóng khác, một thân hình như một vị thần giáng trần hiện ra từ trong gợn sóng. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chính là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu suy nghĩ cho kỹ, một khi đánh thì không thể quay đầu được nữa. Ông Mạc quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng nhìn ông Mạc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bình thản nói, có nhận mà không có cho thì không hợp lễ nghi, dáng vẻ kiêu ngạo của Vi Hào quá ngứa mắt, cứ để họ phải sợ một lần mới được. Nói rồi Tiêu Chính Văn nói với các tông chủ, môn chủ bên dưới, các vị, đi thôi. Gì cơ, cứ đi thế này à? Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn vung tay, kiếm Tần Vương lóe lên ánh sáng chói mắt, uy lực của trời vô hạn, ngay cả sóng trên mặt biển cũng trở lên yên tĩnh. Một cảm giác áp bức vô hình khiến đám người bên dưới đều cảm thấy khó thở. Cậu Tiêu, chúng ta dương cờ gõ trống lớn lối thế này, chỉ sẽ đánh rắn động phải không? Không đâu, sao chúng lại chui ra khỏi tổ được? Lẽ nào muốn chúng ta tìm hết mọi ngóc ngách ở Vi Hào sao? Xuất phát, khí thế của Tiêu Chính Văn bùng lên, tay cầm kiếm dài chỉ về phía Vi Hào. Lúc đầu mọi người còn lo lắng, nhưng khi nhìn thấy máy quay phim đã được lắp đặt xong ở đằng xa, họ đã hiểu được ý đồ của Tiêu Chính Văn. Nếu các phóng viên tin tức của các nước đã có được tin tức về hành động của họ, hơn nữa còn mở live stream hiện trường thì còn có gì phải giấu nữa. Cứ thế mọi người dứt khoát bùng lên khí thế, đi theo Tiêu Chính Văn đánh về phía Vi Hào. Chỉ trong chốc lát, mặt biển dậy sóng cuồn cuộn, mây đen che phủ cả mấy nghìn cây số, sấm chớp dày đặc như mưa. Ngay cả cá dưới đáy biển cũng bị khí thế này dọa sợ phải lẩn trốn dưới đáy sâu, không dám ngoi lên. Cùng lúc đó, hầu hết các đài truyền hình trên khắp thế giới đều đang bàn luận về chuyện này. Cái gì? Võ Tông Hoa Quốc cùng đồng lòng đánh Vi Hào. Địch, đây lẽ nào là cuộc chiến hủy diệt sao? Lần này Vi Hào nguy hiểm rồi. Mong là sau khi Hoa Quốc tiêu diệt Vi Hào sẽ không đến nước chúng ta. Thoáng chốc dư luận thế giới đều xôn xao. Lúc này ánh nhìn của cả thế giới đều tập trung về phía Vi Hào.
Vì người bên phía Hoa Quốc dẫn dắt đội quân chính là Tiêu Chính Văn vài năm trước đã dẫm cho Âu Lục không thể ngóc đầu lên. Thế nên kết quả của trận chiến này cũng khiến người đời phải chú ý đến. Từ khi quay trở lại, Tiêu Chính Văn đã làm ra liên tiếp những hành động có biến động lớn, đầu tiên là liên tiếp giết hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương, rồi giết kiếm tiên Thiên Sơn chỉ trong vòng mấy hiệp đấu. Sau đó lại phá vỡ trận pháp bảo vệ núi của năm đại danh sơn, ép năm đại danh sơn phải cúi đầu chịu thua. Mọi người vẫn chưa kịp tiêu hóa hết một loạt hành động dữ dội này thì Tiêu Chính Văn đã dẫn võ tông Hoa Quốc đi đánh Vi Hào. Lúc này một người đàn ông trung niên nhanh chân chạy vào phần mộ tổ thần, hoảng hốt nói với Kansa và O'Hara, không hay rồi, Tiêu Chính Văn của Hoa Quốc dẫn võ tông Hoa Quốc dương cao cờ đánh tới. Gì cơ? Kansa và O'Hara chơi cờ nghe thấy tin tức này cũng sửng sốt. Cả võ tông Hoa Quốc đều đang đến, hơn nữa sắp vượt qua eo biển rồi. Người đàn ông trung niên vừa lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu vừa vội vàng nói. Ánh mắt Kansa lóe lên hai tia sáng. Hàng trăm ngàn năm nay đây là lần đầu tiên có người dám khiêu khích Vi Hào. Hơn nữa còn đang tấn công với sức mạnh hủy diệt đất nước, Tiêu Chính Văn có thực sự xem thường nhà họ Âm Dương họ đến thế sao? Vẻ mặt O'Hara cũng dần trở nên lạnh như băng, phía sau hắn hiện lên một hình thái cực âm dương. Hình thái cực âm dương này chưa đứng luồng khí huyết tanh vô cùng nồng, xoay chuyển cực nhanh. O'Hara, xem ra chúng ta phải ra ngoài xem sao, có vài người không biết tốt xấu, phải cho chúng một bài học nhớ đời mới được. Kansa nói rồi chậm rãi đứng lên. O'Hara chế nhạo nói, bảo tôi và anh rời khỏi đây, e rằng đề cao bọn họ quá. Theo tôi thấy, tốt nhất là nên dùng hộ quốc đại trận, tiêu diệt bọn họ trên biển luôn. Vừa nói, O'Hara vừa cầm một quân cờ đen lên, đập mạnh xuống bàn cờ. Quân cờ vừa hạ xuống, cả quốc đảo đều chấn động. Một làn sương mù nhẹ lờ mờ từ từ bốc lên quanh quốc đảo. Ngay cả ánh nắng ban mai cũng bị chặn lại. Nhiều người bình thường cảm nhận được sự kỳ lạ khi thức dậy vào buổi sáng. Mặt trời trên bầu trời mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn. Bầu trời dường như cũng bị một tầng sương mù ngăn trở. Bầu trời vốn dĩ xanh nhạt, giờ đây lại có màu nhàn nhạt kỳ lạ. Cùng lúc đó, trên vùng biển lân cận Vi Hào cũng đột nhiên biến hóa khôn lường. Rõ ràng một phút trước vẫn còn là sáng sớm, nhưng một phút sau, bầu trời đã tối sầm lại. Thậm chí còn có thể nhìn thấy những vì sao trên bầu trời. Hả, ông Mạc là người đầu tiên nhận ra sắc trời đột nhiên thay đổi, chứng tỏ trong đó có điều bí ẩn. Tiêu Chính Văn, cẩn thận mai phục, ông Mạc vừa nói xong, mọi người càng nâng cao cảnh giác. Nếu ở trong đất liền, hiện tượng thiên thể này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng ở vùng biển luôn thay đổi, tất cả điều này không có gì lạ. Mây đen bao phủ trên mặt đại dương là hiện tượng vô cùng bình thường. Nhưng lúc sắc trời vừa biến đổi, ông Mạc đã cảm nhận được sát khí. Sở Hồng Thiên cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, mặt biển có vẻ an tĩnh quá. Cả Vi Hào cũng không có ai đến đón tiếp chúng ta, chứng tỏ có điều gì đó bất thường. Vi Hào không hề phái một người nào đến. Chuyện Vi Hào cũng có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương đã không còn là bí mật nữa. Nếu võ giả cảnh giới thiên thần không cảm nhận được khí tức của bọn họ, vậy còn bán bộ nhân vương thì sao? Nhưng mặt biển lúc này lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Thậm chí ngay cả cá dưới biển cũng chìm sâu xuống đáy biển. Tiêu Chính Văn nhìn lên trời, lãnh đạm nói, ừ, âm dương hỗn loạn, quả nhiên có điều bất thường. Thực ra trước khi ông Mạc lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được điều khác lạ, dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã cảm nhận được mức độ chân khí. Trong thế giới tự nhiên, ngay cả một chút thay đổi nhỏ cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Tiêu Chính Văn. Chân khí vô hình nhưng chân khí có dấu vết để tìm kiếm. Cho dù là trận pháp cao minh đến đâu thì cũng sẽ khiến chân khí biến động. Chỉ là hộ quốc trận pháp của Vi Hào quá tĩnh lặng, ẩn chứa ngàn tầng sát khí cho nên người không đủ cảnh giới sẽ không thể phát hiện ra. Trên bầu trời, một ngôi sao băng đột nhiên rơi xuống biến, mục tiêu chính là đám người võ tông bên dưới. Không hay rồi, đây là tinh thần sát trận, ông Mạc chợt nhận ra loại trận pháp này. Ngay cả cụ ta cũng phải đổ mồ hôi hột. Tinh thần sát trận là một trận pháp đã biến mất từ thời Thiên Tần, theo truyền thuyết, đây là trận pháp mạnh nhất do nhà họ Âm Dương tạo ra. Có thể huy động các vì sao trên bầu trời, sử dụng sao băng, tiêu
tiêu diệt đối thủ. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên bầu trời. Loại trận pháp này cũng được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục, khá khó để có thể phá giải nó. Không ngờ đại trận của Hoa Quốc thời Tiên Tần lại lưu truyền ở Vi Hào. Ngay khi sao băng rơi xuống, Tiêu Chính Văn đã nhẹ nhàng đưa tay lên, rồi chỉ vào vùng biển phía sau mình. Ngôi sao băng kia rơi thẳng xuống biển phía sau mọi người. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, một đám khói lớn hình mây bay lên khỏi mặt biển. Ngay sau gió, trên mặt biển cuộn lên sóng cao ngàn thước, vô số xác tôm cá dưới đáy biển cũng nổi lên mặt nước. Lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện gợn sóng, sau đó hai bóng người lần lượt bước ra khỏi gợn sóng đó. Các vị từ ngàn dặm xa xôi tới thăm Vi Hào chúng tôi, sao lại không báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị trước? Can Sa nhìn đám người Tiêu Chính Văn với vẻ mặt u ám. Can Sa, O'Hara, ông Mạc nhíu mày, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cụ ta từng giao đấu với hai người bọn họ, nhưng chỉ là giao kiểu một mất một còn. Mấy trăm năm trôi qua, hôm nay gặp lại, đương nhiên thù xưa gặp lại, càng thêm kịch liệt. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến ông Mạc sẵn sàng chiến đấu vì Tiêu Chính Văn. Không cần chuẩn bị gì cả. Chúng ta đều là bạn cũ, không cần khách sáo. Ông Mạc lạnh lùng đáp. Can Sa quay đầu nhìn ông Mạc, vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó nói, từ biệt mấy trăm năm, không ngờ ông vẫn còn sống trên đời này. O'Hara liếc nhìn Tiêu Chính Văn nói, anh là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn nhỉ. Ngoài Tiêu Chính Văn ra, còn ai có thể hóa giải chiêu chết người vừa dễ dàng như vậy chứ? Nhưng cho dù Tiêu Chính Văn phá được chiêu thức của O'Hara một cách dễ dàng thì hắn cũng không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Theo hắn thấy, Tiêu Chính Văn còn quá trẻ. Cao thủ có thể giết cảnh giới nhân vương chẳng qua là vì không còn cao thủ cảnh giới nhân vương ở Hoa Quốc. Trong mắt hắn, ngay cả kiếm tiên Thiên Sơn, Hỏa Long chân nhân cũng chẳng là gì cả. Cậu Tiêu, người này cực kỳ khó đối phó, thực lực của hắn cao hơn cả Hỏa Long chân nhân, nếu ra tay thì phải cẩn thận. Ông Mạc nhỏ tiếng nhắc nhở Tiêu Chính Văn. Ông Mạc không phải đang nâng cao chí khí của người khác, hủy hoại uy danh của bản thân, mà là do O'Hara thật sự rất mạnh. Hàng trăm năm trước, khi Đại Linh xâm lược biên giới, cụ ta đã tự được lĩnh giáo thực lực của O'Hara. Lần đó, nếu không có Nhạc Trung Kỳ ra tay thì e rằng ông Mạc đã chết dưới tay O'Hara rồi. Tuy rằng thời thế đã thay đổi, trong mấy trăm năm qua, thực lực của ông Mạc đã tiến bộ, nhưng thực lực của đối phương cũng tiến bộ theo. Cho đến nay, thắng lợi cuối cùng thuộc về ai còn chưa biết đâu. Ha ha ha, O'Hara chắp tay sau lưng, cười tự đắc, người đến là khách, sao phải căng thẳng như vậy? Chúng tôi không muốn kết thù với Hoa Quốc. Hơn nữa, trong Thiên Đạo Minh Ước đã viết rằng hai nước chúng ta phải đoàn kết hòa thuận, vì vậy, tôi nghĩ các vị nên nhanh chóng quay về đi. Nhân lúc trời vẫn còn sớm, nhanh chóng quay về bờ biển Hoa Quốc thì còn kịp ăn cơm chưa đấy. O'Hara nói xong, sát khí lập tức giảm đi một phần, dưới đám mây đen, một con đường mở ra. Rõ ràng, Can Sa và O'Hara không muốn sự việc trở nên quá căng thẳng. Bởi vì chưa tìm được tim rồng, tổ thần Hachiki Orochi vẫn chưa biết lúc nào mới tỉnh lại. Hai người bọn họ có lực chiến mạnh nhất ở Vi Hào, có thể chiến thắng ông Mạc và Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi các cao thủ Hoa Quốc trở lại, hai người bọn họ không còn đủ năng lực nữa. Vì vậy, bọn họ vẫn phải nể mặt đám người Tiêu Chính Văn. Không cần, sau khi giết các người, chúng tôi vẫn kịp về ăn cơm chưa? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Ồ, Can Sa khẽ nhướng hai hàng lông mày rậm, lạnh lùng nói, lẽ nào anh Tiêu muốn sống chết cùng chúng tôi sao? Hắn vừa nói xong, luồng sát khí đột nhiên lại nặng nề hơn. Vài ngôi sao trên bầu trời đang tỏa sáng rực rỡ, dường như có thể biến thành sao băng phóng xuống bất cứ lúc nào. Quyết sống chết, tôi nên hỏi câu này mới đúng. Các người chủ động tấn công Hoa Quốc, giết người dân Hoa Quốc, chém binh lính Hoa Quốc, lẽ nào đây là sự hòa thuận mà các người nói? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Can Sa. Thực ra chúng tôi không hề có ý định xấu, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi nghĩ ngoại trừ xuống giao giết người thì vẫn còn cách khác để giải quyết. Tôi thực sự không muốn vì vấn đề tầm thường này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Dù sao chúng ta cũng có cùng một nguồn gốc, O'Hara lên tiếng ngay lập tức. Hiểu lầm, vậy được, nếu tất cả võ giả của Vi Hào các người tự sát dưới trước mặt bản soái thì bản soái sẽ tin lời các người.
Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cái gì, quay về tự sát, sắc mặt O'Hara bỗng trở nên lạnh lùng, sầm mặt nói, anh Tiêu, chúng tôi không phải sợ các anh, mà là nể tình mọi người cùng chung nguồn gốc mới phải giảng hòa với mọi người. Từ xưa đến nay, thuật số âm dương đều bắt nguồn từ Hoa Quốc, tổ thần nhà tôi đã quen với pháp của tiên tần, thế nên hai người bọn tôi không muốn làm trái ý của tổ thần, mong anh Tiêu hiểu cho. Từ lời nói của O'Hara không khó để nhận ra võ giả Vi Hào thực chất bắt nguồn từ tiên tần. Nhưng rốt cuộc truyền đến Vi Hào thế nào lại là một vấn đề được đặt dấu chấm hỏi. Còn Zofuku khai phá phía đông trong truyền thuyết không đáng tin. Lúc đó Zofuku vẫn chưa đến Vi Hào mà đến một hòn đảo rất gần Vi Hào. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt nhìn O'Hara, lắc đầu nói, hòa hay chiến e là không phải do các anh quyết định. Ban đầu lúc xâm phạm biên giới Hoa Quốc các anh không nghĩ đến ngày hôm nay à? Lúc giết các tướng sĩ của tôi chưa từng nghĩ đến hôm nay. Thấy Tiêu Chính Văn không có ý nhượng bộ, gương mặt O'Hara thoáng qua vẻ nham hiểm lạnh lùng nói, anh Tiêu ý anh là muốn xử lý những người đã xâm phạm đến biên giới vào ngày hôm đó trước mặt anh mới chịu thôi phải không? Rõ ràng là chỉ cần Tiêu Chính Văn gật đầu thì người Vi Hào đến Hoa Quốc ngày đó lập tức xong đời. Có thể thấy O'Hara và Kansa không vì đại nghĩa gì, cũng không xem người Vi Hào là người. Trong mắt bọn hắn, chỉ có vị tổ thần sắp thức tỉnh thôi. Giết chúng thì thế nào, chỉ cần kẻ đầu sỏ vẫn còn sống thì khó đảm bảo hai nước hòa bình với nhau. Hôm nay tôi đến đây lẽ nào chỉ vì mấy con kiến bé nhỏ sao? Tôi xin nhận ý tốt của hai vị, nhưng thứ tôi muốn hôm nay không chỉ là mấy cái đầu nát, mấy mạng sống kia. Giọng Tiêu Chính Văn lạnh như băng. Thế anh còn muốn thế nào? Kansa tiến lên trước nhìn Tiêu Chính Văn hỏi. Vẫn là câu nói đó, giới võ thuật Vi Hào tự sát tập thể. Tiêu Chính Văn không khách sáo nói. Tiêu Chính Văn, anh nghĩ chúng tôi sợ anh sao? Nói cho anh biết, bọn tôi nể tình tổ thần có cội nguồn với Hoa Quốc mới để các anh bình yên rời đi. Bọn tôi không muốn gây thù chuốc oán với võ tông Hoa Quốc, chứ không phải sợ Tiêu Chính Văn anh. O'Hara và Kansa để lộ ra sát khí, ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo. Hai người hắn là tay sai của Hachiki Orochi, trong thời gian mấy trăm năm, ai dám vô lễ với bọn hắn. Bây giờ hai bọn hắn đã nhẫn nhịn khuyên Tiêu Chính Văn nhưng không ngờ đối phương lại tranh cãi với hai người. Hơn nữa còn lớn lối bảo hai người cũng tự sát trước mặt nhiều người, điều này quả thật là xem thường giới võ thuật Vi Hào quá. Huống hồ võ giả Vi Hào lại có cùng nguồn gốc với võ tông Hoa Quốc. Mọi người kẻ tám lạng người nửa cân vẫn không thể nói được ai sợ ai. Vậy được, thời gian rất quý giá, hành động thiết thực chút đi. Tiêu Chính Văn cũng lười nghe bọn hắn nói nhảm nhí. Nếu đã đến rồi thì giới võ thuật Vi Hào chắc chắn phải bị tiêu diệt. Tiêu Chính Văn, cho dù anh là vua Bắc Lương thì cũng không có tư cách tuyên chiến với Vi Hào. Hơn nữa anh có biết quan hệ của tổ thần và thiên đạo minh ước không? Một mình anh có thể gánh nổi hậu quả của việc chọc giận thiên đạo minh ước sao? Đến lúc đó, không chỉ anh và người nhà của anh bị liên lụy, mà cả Hoa Quốc cũng khó thoát khỏi liên can. O'Hara vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên, một luồng sáng đánh về phía O'Hara. Thấy Tiêu Chính Văn đã ra tay, O'Hara cũng không nhẫn nhịn nữa, nói với Kansa, giết sạch chúng. Hai người bọn hắn đã nhịn nhục khuyên răn nãy giờ, đối phương đã cố chấp muốn giải quyết bằng vũ lực thì hắn cũng không cần nương tay nữa. Không chỉ là Kansa và O'Hara ra đòn mà lúc này trong không trung như đã mở ra một cánh cửa lớn, vô số võ giả Vi Hào đồng loạt lao ra. Giết, thấy số người của đối phương cũng tăng lên, Sở Hồng Thiên giơ thanh kiếm dài trong tay lên, tức giận hét lên một tiếng xông lên phía trước. Tay giơ lên kiếm hạ xuống đã có mấy chục đầu người bay lên không trung. Thấy Sở Hồng Thiên bỗng lao ra, Lạc Trường Sinh sửng sốt một chốc, sau đó hiểu ngay ý của Sở Hồng Thiên. Đối diện ngoài đám tay sai của hai người Kansa, họ có thể nói là sự tồn tại của cấp bậc nghiền ép. Nghĩ đến đây, Lạc Trường Sinh cũng không do dự quá lâu, vung thanh kiếm dài lên lao đến trước. Giết, giết sạch chúng, đệ tử Tung Sơn nghe lệnh, giết sạch đám chó Vi Hào. Lên cho tôi. Đệ tử Địa Liệt nghe lệnh, không được tha cho bất kỳ ai còn sống, giết. Nếu đã trở mặt với nhau thì dĩ nhiên người trong võ tông sẽ không ngồi yên đợi chết. Cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào cũng phải giết thêm mấy tấm đệm lưng.
Chỉ thoáng chốc, tiếng giết nhau vang lên trên mặt biển khiến đất trời rúng động, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nước biển đã nhuộm thành màu đỏ. Trận đại chiến này lập tức làm chấn động cả thế giới. Không ai ngờ được Hoa Quốc và Vi Hào lại đánh nhau trên mặt biển. Hơn nữa trận thế của hai bên chỉ nghe thôi đã thấy sợ. Chỉ riêng bên phía Hoa Quốc đã điều động mấy chục nghìn đệ tử võ tông, Vi Hào cũng gần như dùng hết sức mình. Hàng trăm nghìn người đánh nhau trên mặt biển, giao quang kiếm ảnh, sát khí ngùn ngụt. Trận chiến này e là sẽ gây ra một đợt chấn động với thế giới. Đúng thế, lúc này các nước có mối thù cũ đã lâu đều đang nhẫn nhịn chịu đựng, Hoa Quốc là đỉnh tháp của thế giới, dẫn đầu đánh lại Vi Hào, đồng nghĩa với việc ám chỉ với các nước không cần nhịn nữa. Không ít người đều đang thảo luận về độ ảnh hưởng mà cuộc chiến này đem lại. Một bên khác, sự tàn sát trên mặt biển cũng đã tiến vào bước kịch liệt nhất. Bên phía Vi Hào ngoài Ohara và Kansa, có tổng cộng 3 cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Nhưng bên phía Hoa Quốc, võ tông có nhiều người tài, không chỉ có 20 cao thủ bán bộ nhân vương. Nếu hai người đánh ba không thể thắng thì mấy người họ sống lãng phí không khí như Tiêu Chính Văn đã nói thật. Dù Ohara và Kansa muốn giúp đỡ, cũng không thể giúp, ông Mạc và Tiêu Chính Văn đã quấn chặt lấy hai người bọn hắn. Ngay khi võ tông Hoa Quốc cho rằng cuộc chiến này đã giành chiến thắng thì bầu trời bỗng có rất nhiều sao băng rơi xuống. Đó là sao băng thật, rơi xuống rất dày như thể mưa vậy, sau đó nổ tung thành từng đóa mây hình nấm trong đám người. Rất nhiều đệ tử võ tông Hoa Quốc bị sao băng đụng trúng ngay lập tức bị biến thành không khí bởi nhiệt độ cao, thậm chí không thể để lại thi thể. Thoáng chốc chiến sự xảy ra một sự chuyển biến lớn, tình thế nhanh chóng nghiêng về bên Vi Hào. Tiêu Chính Văn, anh hối hận chưa? Hừ, tôi đã nói rồi hôm qua để cho các anh đi, chỉ là không muốn tạo nghiệp thôi. Bây giờ nhìn thấy hàng nghìn thi thể trôi nổi, anh có suy nghĩ gì? Ohara vừa đánh vừa lạnh lùng chế nhạo. Dù sao nơi này cũng là đất của người Vi Hào, xảy ra tình huống bất ngờ nhưng thật ra cũng hợp với lẽ phải. Tiêu Chính Văn chỉ hừ một tiếng, vung thanh kiếm trong tay lên đánh về phía Ohara lần nữa. Lúc này sao băng tiếp tục tàn sát khiến không ít cao thủ cấp tông chủ môn chủ cũng bị thương. Điều chí mạng nhất là sao băng đó như mọc thêm mắt, chỉ hướng về phía người Hoa Quốc chứ không hề làm võ giả Vi Hào bị thương. Thấy mình đang ở trong thế trận bùng nổ do sao băng tạo ra nhưng không bị thương gì, mấy võ giả Vi Hào này như phấn chấn hơn đồng loạt giơ đao lên chém mạnh về phía đám người Hoa Quốc. Ha ha ha, Tiêu Chính Văn, nhìn thấy rồi chứ? Võ tông Hoa Quốc cậu cũng chỉ có thế. Hôm nay Vi Hào phải giết ngược lại Hoa Quốc. Nói rồi, Ohara liên tục vùng vẫy hai tay trong không trung, sao băng lập tức rơi xuống dày hơn. Không ổn, nếu cứ tiếp tục đánh như thế, e là chúng ta sẽ bị thiệt hại toàn quân, phải nhanh chóng phá trận pháp bảo vệ nước của chúng. Ông Mạc cũng hơi hoảng hốt nói. Tôi đi phá trận pháp, ông phải cẩn thận. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, liên tục phung ra nhiều nhát kiếm khiến Ohara phải lùi về sau mấy bước, sau đó bay lên đạp vào con rồng lớn bay thẳng lên trời. Dẫu sao thứ thật sự có tính uy hiếp với những người trong võ tông ở Hoa Quốc chỉ là hộ quốc đại trận của Vi Hào mà thôi. Bất luận người trong võ tông có tội hay không, Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt đứng nhìn bọn họ bị hộ quốc đại trận của Vi Hào giết chết. Ở trên bầu trời, khí tức màu máu đang lượn vòng ngay giữa không trung. Những vì sao trên bầu trời cũng bị khí tức màu máu này hút lấy, phát ra ánh sáng dị thường. Lúc này, cả vũ trụ dường như đều trở nên cực kỳ thiếu tính ổn định dưới sự tác động của khí tức màu máu này. Sao trên bầu trời cứ như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bay thẳng lên tầng mây, Ohara hừ một tiếng, sau đó vung tay lên, một ánh sao sáng đột nhiên lóe qua, một ngôi sao băng cứ thế bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Dù mày đã giết chết kiếm tiên Thiên Sơn, giết chết cụ tổ Hỏa Long thì đã sao? Ở dưới hộ quốc đại trận của Vi Hào bọn tao, mày có là cái thá gì? Đừng nói mày chỉ là nhân vương cấp 1, dù là nhân vương cấp 9 thì cũng đừng hòng sống sót thoát khỏi hộ quốc đại trận. Giọng nói của Ohara lạnh tới cực điểm, trong ánh mắt cũng ngập tràn sát khí. Những lời này của hắn không hề điên cuồng ngạo mạn. Dẫu sao hộ quốc đại trận cũng có khác biệt về mặt bản chất với hộ sơn đại trận. Đó chính là sự cộng hưởng của quốc vận. Tiêu Chính Văn có thể phá được hộ sơn đại trận của năm đại danh sơn,
đó là bởi vì Hộ Sơn đại trận căn bản không có được sự gia tăng sức mạnh của quốc vận. Mà Tiêu Chính Văn lại có số mệnh của một bậc đế vương, đôi bên căn bản không ở cùng một bậc trình độ, vậy nên phá giải được Hộ Sơn đại trận của năm đại danh sơn cũng không có gì kỳ quái. Thế nhưng bản thân số mệnh đế vương lại bao hàm bên trong quốc vận, trên người Thiên Hoàng Vi Hào cũng có số mệnh đế vương, mà số mệnh đế vương này còn bị hút vào trong hộ quốc đại trận. Muốn phá hộ quốc đại trận của Vi Hào nào đâu có dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao từ cổ chí kim, giữa các nước lớn ở phương Đông từng vô số lần bùng nổ đại chiến, thế nhưng trước giờ vẫn chưa từng có trận chiến diệt quốc nào cả. Nhìn thấy ngôi sao băng đó sắp sửa lao trúng người mình, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, sau đó vung một tay lên, con dao quân đội năm cạnh đột nhiên lao ra rồi bay thẳng về phía ngôi sao băng đó. Con dao quân đội năm cạnh cắm thẳng vào ngôi sao băng kia rồi lóe ra một tia sáng vô cùng rực rỡ, một màn sóng khí cũng lan ra theo ngay sau đó, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng chấn động tới độ bị đẩy lui ra sau mấy trăm mét. Ngôi sao băng đó hóa thành vô số tia lửa rồi tản ra bốn phía chỉ trong nháy mắt, đồng tử của O'Hara khẽ co lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên u ám hơn mấy phần. Tiêu Chính Văn quả nhiên có vấn đề, chỉ là một nhân vương cấp 1. Sao có thể ngăn cản được sức mạnh của một ngôi sao băng đang rơi? Thế nhưng chỉ một giây sau, hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhếch miệng cười gằn, sao băng không giết nổi mày, vậy thì con dao của năm tháng nhất định có thể giết chết mày. Vừa nói dứt lời, chỉ thấy O'Hara giơ tay chỉ lên trên bầu trời. Một tia sáng sặc sỡ đủ màu trực tiếp rạch ngang bầu trời. Một tia sáng sặc sỡ bao trùm lấy cả người Tiêu Chính Văn, cùng lúc này, cơ thể của Tiêu Chính Văn cũng không khỏi đông cứng lại. Năm tháng không có dấu vết thế nhưng lại có thể giết chết vạn vật. Đời người vô thường, sinh tử chỉ là chuyện trong thoáng chốc. Mày chỉ là một nhân vương cấp 1, dù trên người có bí mật tuyệt thế thì cũng có làm sao. Sự rộng lớn của đất trời nào phải là thứ mà mày có thể tưởng tượng cho nổi. Giết mày thì cần gì tới giao? Năm tháng tự nhiên có thể thay tao giết mày. Lúc này, O'Hara hết sức cuồng ngạo cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ mặt thống lĩnh cả Giang Sơn. Cậu Tiêu, mau chạy đi, tia sáng đó có vấn đề. Ông Mạc thấy Tiêu Chính Văn bị bao trùm trong màn ánh sáng sặc sỡ đủ màu thì vội vàng gào lên với Tiêu Chính Văn. Vào thời nguyên, Võ Tông Hoa Quốc đã từng tiến công ồ ạt vào Vi Hào, chỉ là tình hình hết sức tương đồng với lúc này. Vẫn chưa tấn công được vào lãnh thổ Vi Hào thì đối phương đã khởi động hộ quốc đại trận. Lúc đó, cao thủ số một bên phía Hoa Quốc đã bị một màn ánh sáng sặc sỡ đủ màu bao trùm lấy. Thế nhưng chỉ trong phút chốc, Khưu Chân Nhân tiếng tăm lừng đã trở nên già yếu rất nhanh cho tới khi hóa thành một bộ xương khô. Chuyện này vẫn luôn được các môn phái lớn của Võ Tông Hoa Quốc khắc ghi trong lòng. Đây cũng là lý do tại sao Võ Tông vừa nghe nói tới chuyện tiến đánh Vi Hào thì ai nấy đều bày ra vẻ mặt thảm thương như bố mẹ chết. Bây giờ Tiêu Chính Văn cũng bị tia sáng này bao phủ lấy, ông Mạc có thể không dối hay sao? Mà Tiêu Chính Văn lúc này trên trán cũng đã xuất hiện vô số sợi tóc bạc, mái tóc dần phát sinh biến hóa với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông với mái tóc đen đã trở thành một ông lão tóc trắng như cước. Khi những nếp nhăn dần phủ kín trên gương mặt Tiêu Chính Văn với tốc độ cực nhanh, sự già yếu không thể kháng cự khiến cho mắt anh trở nên vẩn đục. Cơ thể thì càng lảo đảo như muốn ngã. Chưa tới một phút, cả người Tiêu Chính Văn đã không còn chút sức sống nào nữa, giống như có thể hai tay buông xuôi bất cứ lúc nào vậy. Ông Mạc thấy tình cảnh bây giờ thì trong lòng không khỏi thầm kêu lên không ổn. Ông ta thân là tay sai của nhà họ Lý, đương nhiên đã thuộc lòng lịch sử từ mấy trăm năm trước. Đây tuyệt đối không phải ảo giác, mà Tiêu Chính Văn thật sự đang già đi, hơn nữa còn là già đi với tốc độ cực nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sinh mệnh của một người có thể kéo dài được bao lâu? Dù đã đạt tới cảnh giới nhân vương, tuổi thọ cũng chỉ gấp 100 lần so với người bình thường mà thôi. Thoạt nhìn thì 1.000 năm hay 10.000 năm có vẻ rất lâu, thế nhưng trong dòng chảy dài đằng đẵng của lịch sử xa xăm, 10.000 năm cũng chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ riêng địa cầu cũng đã trải qua mấy tỷ năm, huống hồ gì là vũ trụ mênh mông bể sở. Lúc này, ngay cả đám người trong Võ Tông nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy da đầu phát tê. Bọn họ biết rất rõ, dù có ông Mạc ở đây, Tiêu Chính Văn cũng là người có chiến lực cao nhất trong số bọn họ. Nếu như ngay cả Tiêu Chính Văn cũng xảy ra điều gì bất trắc, vậy thì mấy người bọn họ căn bản không thể rút lui toàn thây.
Làm thế nào đây, cậu Tiêu hình như sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Sở Hồng Thiên vung một nhát kiếm giết chết một võ giả vi hào bên phía đối diện rồi nhanh chóng đi tới trước mặt ông Mạc, hỏi với vẻ mặt kinh hoàng. Đừng hoang mang, dù có phải chết thì cũng không thể để cho đám người này coi thường chúng ta. Ông Mạc nghiến răng nói, nếu như Tiêu Chính Văn nằm xuống, vậy thì ông Mạc sẽ phải lấy một địch hai. Dù có phải một mình đối diện với Can Sa, ông Lạc cũng hơi lực bất tòng tâm, nếu như hai người bọn họ liên thủ, ông Mạc gần như sẽ không còn chút cơ hội thắng nào. Thế nhưng dù có chết thì cũng phải đánh cho ra khí phách của võ giả Hoa Quốc. Lúc này ngay cả đứng thẳng cũng rất khó khăn với Tiêu Chính Văn, cơ thể cứ thế chao đảo, mấy lần suýt thì rơi từ giữa hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, O'Hara đắc ý cười lớn, mày cho rằng ở cảnh giới nhân vương là có thể thích gì làm đó sao? Đúng là nực cười, dựa vào sức lực của một mình mày mà cũng dám tới tính rõ ân oán với vi hào bọn tao. Ai cho mày lá gan đấy? Nếu như bây giờ mày quỳ xuống cầu xin, ngoài ra thuyết phục thiên tử Hoa Quốc quy phục cống nạp cho vi hào bọn tao thì tao có thể tha không giết chết mày. O'Hara chắp một tay sau lưng, nói với vẻ cực kỳ cao ngạo. Hắn hết sức tự tin vào hộ quốc đại trận của vi hào. Dù là nhân vật giống như thần tiên như Khưu Sử Cơ thì cũng bị giam cầm tới chết bên trong hộ quốc đại trận, huống hồ gì là một kẻ nhỏ bé như Tiêu Chính Văn. Lúc này, lớp da trên người Tiêu Chính Văn bắt đầu giống như vảy cá, khô lại thành từng lớp rồi rơi xuống. Cả người cũng ngày càng trở nên già yếu hơn. Thế nhưng chỉ một giây sau, từ trên lớp da vừa mới rơi xuống kia lại sản sinh ra lớp da mới tinh mềm như da em bé. Cùng lúc này, dưới chân Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện một hình thái cực âm dương rất lớn, vô số sức sống được tách ra từ trong hư không rồi lao nhanh về phía Tiêu Chính Văn. Mái tóc trắng như cước kia lại trở thành màu đen với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cái gì? O'Hara không dám tin trợn trừng hai mắt, toàn thân ớn lạnh. Chuyện này rõ ràng quá phi logic. Ban nãy rõ ràng Tiêu Chính Văn đã quanh quẩn trên ranh giới của cái chết rồi, sao có thể lại khôi phục được sức sống? Khoảnh khắc này, gần như tất cả người vi hào đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao có thể, dù là cường giả ở cảnh giới nhân hoàng thì cũng không thể sống sót khỏi lưỡi dao của năm tháng. Can Sa kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn từng chút biến lại nguyên dạng, thậm chí lại còn có phần trẻ hơn ngày trước. Khưu Cử Cơ năm đó ra sao? Không phải đã chết trong hộ quốc đại trận à? Lẽ nào Tiêu Chính Văn hắn, năm tháng vô tình, sinh tử nối tiếp nhau, đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu hay sao? Xem ra mấy người mới chỉ học đến lớp da bên ngoài của thuật âm dương mà thôi, căn bản không hiểu rõ về chân lý của nó. Trên mặt Tiêu Chính Văn lộ ra một nụ cười bình thản. Phải nói rằng thuật âm dương này quả thực vô cùng đáng sợ, thế nhưng bọn họ lại không biết trong người Tiêu Chính Văn có trái tim rồng bạch long. Sinh tử nối tiếp chính là một loại năng lực của trái tim rồng bạch long. Và lại, Tiêu Chính Văn sở hữu cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục, những thứ như hộ quốc đại trận của vi hào thì Tiêu Chính Văn đã hiểu quá rõ từ lâu. Dù hai người O'Hara và Can Sa có làm gì thì cũng đều ở trong tính toán của Tiêu Chính Văn. Dùng thuật âm dương vốn bắt nguồn từ Hoa Quốc chúng tôi để giết người Hoa Quốc, mấy người đúng thật là nực cười. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời. Một bước nhảy ra, chém một nhát kiếm về phía O'Hara. Nhát kiếm này của Tiêu Chính Văn cuốn theo cơn gió mạnh mẽ, cắt hư không, chém về phía O'Hara. O'Hara cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Khi Tiêu Chính Văn hồi phục lại như lúc đầu, hắn đã sẵn sàng bỏ trốn. Bây giờ, ngay cả hộ quốc đại trận cũng vô dụng với Tiêu Chính Văn, vậy thì làm sao hắn và Can Sa có thể ngăn được Tiêu Chính Văn? Dù sao hắn cũng là một lão quái vật đã sống mấy trăm năm, trong mắt hắn, đại nghĩa hay hộ quốc gì đó đều vô giá trị so với mạng sống. Hắn sẽ không làm chuyện biết rõ là chết mà vẫn ngu dốt chiến đấu đến cùng. Trong hư không, hàng trăm ảo ảnh của O'Hara đồng loạt xuất hiện, ngay cả cơ thể thật của hắn cũng trở nên hư ảo. Rõ ràng, O'Hara muốn nhân cơ hội này tách ra khỏi chiến đoàn. Chưa nói đến người bình thường mà ngay cả Can Sa cũng không thể phân biệt được đâu là cơ thể thật của hắn. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đã từng nhìn thấy những thủ đoạn này từ khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ trở về. Chút tài vật này mà dám thể hiện trước mặt bản soái sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Đạo kiếm quang kia đột nhiên tỏa ra uy lực hủy trời diệt đất. Trong nháy mắt, một vầng hào quang, giống như sóng nước, dao động trong hư không,
lập tức quét qua vô số ảo ảnh. Phụt, một tiếng kêu đau đớn vang lên, cánh tay của O'Hara bị kiếm quang chặt đứt. Máu tươi phun ra ngay lập tức, gần như biến nửa bầu trời thành màu đỏ. O'Hara kinh ngạc nhìn cánh tay bị đứt lìa của mình, cho dù ông cụ Mạc gặp phải thân pháp ảo ảnh của hắn cũng chỉ có thể thả hắn chạy thoát chứ đừng nói đến Tiêu Chính Văn mới ngoài 20 tuổi. Vậy mà giờ đây lại chẳng có tác dụng gì trước mặt Tiêu Chính Văn. Mày, sao mày có thể tìm được cơ thể thật của tao? Mày, lẽ nào mày là thế tử của thế gia nào đó ở Hoa Quốc? O'Hara kinh ngạc nói. Thế tử bình thường cũng không thể phá giải được thân pháp ảo ảnh của hắn. Bởi vì đây là một trong những thuật âm dương thời tiên tần. Nói như vậy, thân phận của Tiêu Chính Văn đáng sợ đến mức nào? Thử nghĩ xem, một gia tộc cổ đại có nguồn gốc từ thời tiên tần, hơn nữa còn bồi dưỡng ra một thế tử có lực chiến đáng sợ như Tiêu Chính Văn. Vậy chẳng phải địa vị của thế gia này ở Hoa Quốc rất cao sao? Nghĩ đến đây, O'Hara nghĩ đến một đáp án mà hắn không dám nghĩ tới. Lẽ nào Tiêu Chính Văn không phải họ Tiêu mà là họ Doanh? Không thể nào, gia tộc đó đã bị xóa sổ từ lâu trong lịch sử lâu đời của Hoa Quốc. Lúc này, không chỉ O'Hara kinh ngạc mà ngay cả ông cụ Mạc cũng không tin vào mắt mình. O'Hara thực sự đã thua Tiêu Chính Văn. Mặc dù cụ ta chưa từng đấu với O'Hara, nhưng thực lực của O'Hara luôn ngang tài ngang sức với Kansa. Thực lực hiện tại của Kansa đã đạt đến nhân vương cấp 2 đỉnh cao. Vậy O'Hara thì sao, ít nhất cũng phải ngang hàng với Kansa. Nhân vương cấp 2 lại bị Tiêu Chính Văn chặt đứt cánh tay chỉ bằng một nhát kiếm. Ngay cả ông Mạc cũng thầm nghi ngờ giống suy nghĩ của O'Hara, không biết Tiêu Chính Văn có phải thế tử của nhà họ Doanh hay không. Chỉ những người trong gia tộc đó mới biết rõ về thuật âm dương, từ đó mới có thể tìm thấy cơ thể thật của O'Hara trong vô số ảo ảnh. Nhưng bọn họ đâu biết, những ghi chép về thời tiên tần chỉ là phần nổi của tảng băng trong Thiên Sơn Thư Lục mà thôi. Sau cơn hoảng loạn vì bị chém, sắc mặt của O'Hara bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, cho dù hôm nay tao chết trong tay mày thì những người này cũng sẽ phải chôn cùng tao. Một mình tao tàn sát hết võ tông Hoa Quốc cũng coi như cái chết có ý nghĩa. Nói đến đây, trên mặt O'Hara lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc này, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác, trốn thoát cũng không được, kế hoạch duy nhất bây giờ là sống chết sống mái, cùng tất cả võ giả Hoa Quốc vào chỗ chết. Đặc biệt là sau khi đoán được Tiêu Chính Văn rất có khả năng là thế tử nhà họ Doanh, hắn càng thêm chắc chắn về quyết định này. Trong 2000 năm qua, nhà họ Doanh đã trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người, ngay cả người vùng ngoài lãnh thổ cũng hiếm khi nghe thấy họ này. Nếu người nhà họ Doanh lớn mạnh trở lại thì đó sẽ là cơn ác mộng thực sự đối với Vi Hào. Cho dù tổ thần sống dậy thì cũng có thể sẽ chết dưới tay người này. Vì vậy, đổi mạng sống của hắn lấy sự yên ổn của tổ thần cũng là chuyện tốt. Ồ, sống chết cùng bọn tao. Mày nghĩ một mình mày làm được điều đó sao? Tiêu Chính Văn chế nhạo. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, O'Hara còn chưa kịp đáp lại. Những đám mây đen trên bầu trời đã rút đi cực nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vùng biển tối đen như mực vừa rồi cũng bắt đầu phản chiếu tia nắng. Lúc O'Hara còn đang sững sờ thì Tiêu Chính Văn đột nhiên bước đến gần rồi chỉ tay vào ngực O'Hara. Bùm, một màn ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện, biến những đám mây đen trên bầu trời thành màu vàng. Trên đời này không chỉ có thời gian mà còn có không gian. Giữa thời gian và không gian còn có vô số mối quan hệ. Đáng tiếc là mày đã không còn cơ hội để hiểu được những điều này nữa rồi. Bỗng chốc, ánh sáng trên bầu trời càng sáng rõ, vô số vì sao lần lượt xuất hiện sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này, O'Hara đang giãy giụa hết sức, hắn muốn túm lấy vạt áo của Tiêu Chính Văn, nhưng lại phát hiện ra thân thể của mình đã xuyên qua cơ thể của Tiêu Chính Văn, không thể chạm vào Tiêu Chính Văn nữa. Cái gì? Lúc này, O'Hara không thể tin vào mắt mình. Hắn chưa chết, cũng không phải ma quỷ, nhưng tại sao hắn không thể chạm vào Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt? Trong một giây tiếp theo, O'Hara cũng giống như Tiêu Chính Văn lúc nãy, ra đi nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong nháy mắt, O'Hara đã già đến nỗi đứng không vững, liền rơi xuống biển. Tuy nhiên, khoảnh khắc hắn rơi xuống biển, cả cơ thể đã biến thành một bộ xương trắng chìm sâu vào đáy biển.
Ngay cả Kansa đứng bên cạnh cũng sợ toát mồ hôi hột khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tiêu Chính Văn dùng trận pháp giống y hệt hộ quốc đại trận của bọn họ. Điều này không thể nào, hoàn toàn không thể, Tiêu Chính Văn phải đáng sợ đến mức nào khi chỉ cần nhìn qua cũng có thể học được một trận pháp phức tạp như vậy. Đến lúc này, đám võ giả Vi Hào mới biết bọn họ đã gặp phải đối thủ đáng sợ như thế nào. Ngay cả Kansa và Ohara từ nhỏ đã học vô số thuật âm dương nhưng vẫn không thể đạt tới cảnh giới đáng sợ như Tiêu Chính Văn. Trận pháp thời gian nhìn có vẻ đơn giản, nhưng nó đòi hỏi phải am hiểu sâu sắc về đạo trời. Ít nhất, với cảnh giới hiện tại của Kansa và Ohara, bọn họ không thể lĩnh ngộ được cấp bậc đó. Lúc này, không chỉ Kansa từ bỏ kháng cự mà tất cả võ giả Vi Hào tham gia trận chiến đều bỏ kiếm xuống. Tiêu Chính Văn nâng tay chỉ lên trời, lạnh lùng nói, phá. Bùm, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đầu mọi người, khí tức trắng xóa đang bị hút vào trong vòng xoáy đó. Không, Kansa trợn tròn mắt. Những đạo khí tức đó chính là vận khí của Vi Hào, khi một quốc gia bị rút hết toàn bộ vận khí thì những người sinh sống trên mảnh đất này cũng sẽ mất đi sức sống. Đến lúc đó, không cần ai tấn công thì người dân Vi Hào cũng sẽ tự sinh tự diệt vì mất đi sức sống. Đồng thời, cả già trẻ trai gái trong Vi Hào cũng sẽ trở nên già nua trong chốc lát, thậm chí còn có nhiều người chết ngay tại chỗ. Khi quốc vận bị lấy đi hoàn toàn, Kansa cũng sẽ già đi ngay lập tức. Nhìn thấy người đàn ông tuấn tú kia biến thành một ông lão nhăn nheo, đám võ giả Vi Hào đều quỳ xuống, kêu gào thảm thiết, sư tổ. Tiêu Chính Văn, mày thật độc ác, mày đang hủy hoại cả Vi Hào bọn tao, mày biết không hả? Kansa ai oán gào lớn. Bên trong hộ quốc đại trận chứa đựng quốc vận của cả Vi Hào. Nếu như hộ quốc đại trận bị phá giải, vậy thì quốc vận của cả nước Vi Hào sẽ rơi vào trong tay cậu ta. Dù là như vậy, người dám kiểm soát quốc vận một nước để diệt vong chính nước đó cũng quá ư là hiếm có trong lịch sử. Đừng nói là Kansa, dù là tổ thần Hachiki Orochi trong miệng hắn thì căn bản cũng chẳng thể chịu đựng được việc sức sống bị rút cạn. Vốn dĩ Hachiki Orochi đã có ấn tượng về việc phục hồi, thế nhưng sau khi sức sống của cả Vi Hào bị rút cạn thì sự phục hồi của Hachiki Orochi đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Càng đáng sợ hơn là sức sống và tử khí lại tồn tại song hành với nhau. Nếu như sức sống bị rút cạn, vậy thì cả Vi Hào cũng chỉ còn lại tử khí, tất cả mọi người trên cả nước sẽ gặp phải tác động rất lớn. Tất cả mọi người đều chẳng thể sống quá 40 tuổi. Đây cũng là một trong số những lý do tại sao Kansa lại cuồng loạn tới vậy. Giết, khi hộ quốc đại trận biến mất, bọn mày Sở Hồng Thiên lập tức dồn toàn lực, ban nãy bọn họ cũng chỉ bị chấn động bởi trận mưa sao băng đáng sợ kia mà thôi. Lúc này, hộ quốc đại trận của Vi Hào đã bị phá giải, người trong võ tông Hoa Quốc cũng bộc lộ ra chiến lực nên có chỉ trong nháy mắt. Ngay tức thì, vô số đầu của võ giả Vi Hào cứ thế bay lên cao bên trên mặt biển. Kansa trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, thế nhưng chẳng còn khả năng thay đổi cục diện được nữa. Ohara đã chết, năng lực của một mình hắn sao có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn và ông Mạc. Ôi, Tiêu Chính Văn, Hoa Quốc có một câu nói cổ, làm chuyện gì cũng phải để lại cho người khác đường lui, lẽ nào mày không sợ sau này gặp phải quả báo hay sao? Kansa nói bằng giọng điệu bi thương. Nhìn thấy niềm hy vọng thế hệ sau, thậm chí là thế hệ sau sau nữa của Vi Hào bị Hoa Quốc giết sạch như vậy, trong lòng hắn khó chịu như bị dao cứa vào. Ồ, làm chuyện gì cũng phải để lại cho người khác đường lui. Người Vi Hào bọn mày xứng đáng nói câu này hay sao? 5 năm trước, cường giả Vi Hào bọn mày từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, luôn miệng nói muốn tiêu diệt hết hàng tỷ sinh linh của Hoa Quốc, đồn đại xóa tên Hoa Quốc ra khỏi thế giới kể từ bây giờ. Mấy ngày trước, bọn mày lại thừa cơ lúc cường giả vùng ngoài lãnh thổ của Hoa Quốc vẫn chưa thể trở về kịp thời mà ồ ạt kéo tới xâm phạm, chém giết tướng sĩ của tao, lúc bắt người dân Hoa Quốc đi, bọn mày có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Hơn 100 năm trước, người Vi Hào đã giết hại bao nhiêu con dân Hoa Quốc trên lãnh thổ của tao? Bọn mày có từng nghĩ tới chuyện nhận tội với con dân Hoa Quốc hay không? Hôm nay nợ mới nợ cũ tính chung luôn thể. Vi Hào bọn mày dù có vong quốc diệt chủng thì cũng là gieo gió gặt bão. Nói tới đây, Tiêu Chính Văn sải bước tiến lên trước, kiếm tần vương sắc bén kề sát lên trên cổ Kansa. Hừ, Tiêu Chính Văn, người Vi Hào chúng tôi có tổ thần che chở, dù mày tạm thời chiếm thế thượng phong thì cũng có làm sao.
Dù tính mạng của tao nằm trong tay mày thì thế nào? Vi Hào cũng từng trải qua lịch sử mấy nghìn năm, cho tới nay Vi Hào vẫn có sức mạnh để đấu một trận ngang tài với Hoa Quốc, tao không tin quốc vận của Vi Hào lại suy vong như vậy. Đợi tới lúc quốc vận Vi Hào trỗi dậy, nhất định sẽ tiêu diệt, bọn mày đã không còn sau này nữa, lẽ nào sư phụ của mày, cũng chính là tổ thần mà bọn mày luôn miệng nhắc tới không nói cho bọn mày biết thứ như quốc vận không thể tái sinh được hay sao? Một khi quốc vận của một nước rời khỏi đất nước đó, vậy thì kết quả chính là vong quốc diệt chủng. Hung nô thế nào, tiên bi ra sao, mày có muốn biết đất nước của bọn họ diệt vong như thế nào không? Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chính Văn cứ thế vang lên, Can Sa không khỏi ngẩn ra. Cái gì, quốc vận không thể tái sinh? Mày nói linh tinh. Can Sa phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng gầm lên. Hoắc Khứ Bệnh ở núi Lang Cư Tư, phá được quốc vận của Hung Nô, vậy nên Hung Nô bị tiêu diệt. Tào Tháo ở Bắc Lương đoạt được quốc vận của Tiên Bi, vậy nên chưa tới 10 năm Tiên Bi đã vong quốc diệt chủng. Mày thử nói cho tao nghe xem Vi Hào sẽ có ngoại lệ à? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng. Ngay sau đó, không đợi Can Sa lên tiếng đã giơ kiếm lên chém xuống đầu của Can Sa. Cùng với cái chết của Can Sa, bên phía Vi Hào cũng tụt xuống thế yếu rất nhanh. Chưa tới 10 phút, hàng chục nghìn cường giả Vi Hào đã bị người trong võ tông Hoa Quốc đuổi cùng giết tận. Lúc này, cả thế giới đều đang quan sát tình hình chiến sự trên vùng biển Vi Hào, người dân của Vi Hào càng chăm chú quan sát màn hình TV. Khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng võ giả của nước mình tử trận thì đồng loạt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc mà thế tử của 8 gia tộc lớn chúng tôi trở về sẽ chính là lúc mà chúng tôi báo thù. Hoa Quốc đáng hận, vậy mà lại dám chém giết hàng chục nghìn võ sĩ của chúng ta. Mối thù này chúng ta sẽ không bao giờ quên. Bọn mày cầu nguyện đi, chỉ cần thế tử của 8 gia tộc lớn trở về đông đủ thì chúng tôi thề sẽ xóa sổ Hoa Quốc ra khỏi địa cầu. Sau khi sự chấn động ngắn ngủi qua đi, trên truyền thông mạng xã hội của Vi Hào lập tức bàn luận không ngừng, thậm chí không ít người còn công khai thổi phồng lên. Vua Bắc Lương, chúng tôi xin chỉ thị, có tiến vào Vi Hào hay không? Một môn chủ tông môn hai mắt phát ra tia sáng, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt ngập tràn mong đợi. Bởi vì sự trở về của Tiêu Chính Văn, bọn mày bọn họ không thể lộng hành ngang ngược ở Hoa Quốc được nữa, thế nhưng nước Vi Hào thì không thuộc về Hoa Quốc. Tới Vi Hào giết người cướp của, nhiều nhất chỉ có thể tính là nhận chút lợi ích của họ mà thôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Vi Hào, sau đó quay người nói với đám môn chủ phía sau lưng, ý của bọn mày thì sao? Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của vua Bắc Lương. Tất cả môn chủ võ tông đồng loạt quỳ xuống. Không được chém giết người vô tội, càng không được chém giết dân thường. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, trên mặt tất cả môn chủ đều lộ ra nụ cười hết sức sán lạn. Cảm ơn vua Bắc Lương. Vua Bắc Lương vạn thọ vô cương. Đi, chúng ta đi quét sạch kẻ thù ngoan cố nước Vi Hào. Mọi người nói lời cảm ơn Tiêu Chính Văn trước, sau đó một môn chủ trong số đó vung cao tay lên. Là người đầu tiên giết về phía Vi Hào. Trên mặt biển, mấy chục con tàu chiến của đội tự vệ vừa mới lái tới đã bị vô số tia sáng bao trùm, những tiếng nổ lớn vang lên không ngừng chỉ trong nháy mắt. Hừ, đám dân đen Vi Hào không những không đầu hàng chúng ta mà còn dám phản kháng. Giết không tha, Sở Hồng Thiên vung cao tay lên, vô số tia sáng kiếm bao trùm hết cả bầu trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, bên ngoài mấy hải lý, các tàu chiến hạm dường như đồng thời bị đánh chìm. Cậu Tiêu, để cho bọn họ giết vào Vi Hào, chuyện này đối với danh tiếng của Hoa Quốc mà nói, danh tiếng. Trước đó, nếu như những người Vi Hào kia xông vào Hoa Quốc thì sẽ có bao nhiêu người dân Hoa Quốc gặp nạn. Mặc dù ông trời đều để tâm tới tất cả mọi người, thế nhưng lẽ nào sinh mạng của người dân Hoa Quốc chỉ là cỏ rác hay sao? Nếu như không để cho những người lòng dạ khó lường nhìn thấy rõ kết cục của kẻ dám xâm phạm tới thiên uy của Hoa Quốc chúng ta, bọn họ vĩnh viễn sẽ không dừng lại dã tâm chiếm đoạt lấy Hoa Quốc. Đánh hoặc bị đánh, ông Mạc nghe vậy thì khẽ gật đầu. Quả thực là như vậy, có một số người, không khiến bọn chúng biết thế nào là lợi hại thì bọn chúng vĩnh viễn đều sẽ tỏ ra hống hách nghênh ngang. Đối với loại người này, cách tốt nhất chính là để cho bọn chúng phải đổ máu. Để bọn chúng nếm trải cho hết nỗi khổ của nhân gian, sau khi chịu dày vò thì chúng mới có thể ngoan ngoãn sống yên thân. Mà lúc này, trong một phòng khách ở Âu Lục, một ông lão trung niên đang nói với đám người ngồi xung quanh hai bên một chiếc bàn dài, các vị, cảnh tượng xảy ra ở Vi Hào ban nãy, mọi người cũng đều nhìn thấy cả rồi.
Vậy nên, bản thân tôi cho rằng Tiêu Chính Văn mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, không biết các vị có quan điểm nào khác hay không? Lời này vừa được thốt ra, mọi người đều rơi vào trầm lặng. Thậm chí còn có không ít người nhìn về phía một ông lão của gia tộc Canter bên cạnh. Từ sau khi Andre chết, mối quan hệ giữa gia tộc Canter và Tiêu Chính Văn đã từng ngưng lại. Thế nhưng gần đây khi gia tộc Canter liên lạc lại với đặc sứ của Hoa Quốc, dường như gia tộc Canter lại khôi phục lại quan hệ với Tiêu Chính Văn rồi. Vậy nên mọi người ngồi hai bên bàn dài mới dồn toàn bộ sự chú ý lên trên người đại diện của gia tộc Canter. Lẽ nào ngoại trừ Tiêu Chính Văn ra thì chúng ta không còn lựa chọn nào nữa? Một người thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng dậy nói. Người đàn ông vừa lên tiếng cũng xuất thân từ gia tộc Lock, một trong 10 gia tộc lớn ở Âu Lục, tên là Lock Hettis. Hơn nữa hắn còn là đối tượng mà gia tộc luôn chú tâm bồi dưỡng. Hắn không chỉ là người tài giỏi trong võ thuật, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới chủ soái 3 sao, hơn nữa còn nắm giữ binh quyền của một đất nước lớn ở Âu Lục. Nếu là vào 5 năm trước, với trình độ của hắn hiện giờ thì đã có thể tung hoành ở Âu Lục rồi. Chẳng qua từ sau khi linh khí khôi phục, nhiều cường giả ngoài lãnh thổ quay về, so ra thì hắn vẫn còn kém xa. Hơn nữa những cường giả quay về từ ngoài lãnh thổ đó hầu hết đều là người của Thiên Đạo Minh Ước. Những người này vốn dĩ muốn nắm quyền kiểm soát thế tục. Thế nên những người như 10 gia tộc lớn đã bị gạt sang một bên hoàn toàn. Dù là hắn thì khi bị các đệ tử của cường giả ngoài lãnh thổ hoặc người thân cận đánh ở trên đường cũng chỉ tức giận chứ không dám nói gì. Bây giờ cả Âu Lục đều đang tìm một người cứu thế có thể xoay chuyển tình thế hiện giờ. Nhưng từ sau khi Andre chết, cả Âu Lục đã không còn tìm được một người có thể gánh vác trọng trách này nữa. 2. Từ sau khi Andre chết, Âu Lục chúng ta rất khó tìm được một người dám đối đầu với cường giả ngoài lãnh thổ. Ông lão tóc bạc đó trầm giọng thở dài. Mặc dù ai trong số họ cũng biết mời Tiêu Chính Văn đến Âu Lục chẳng khác gì dẫn sói vào nhà. Nhưng thà bị Tiêu Chính Văn đạp dưới chân còn hơn bị người của Thiên Đạo Minh Ước giành lấy tất cả quyền lợi trong tay. Chí ít bình thường Tiêu Chính Văn không có thời gian chạy đến Âu Lục khua tay múa chân với họ. Nói cách khác, mặc dù họ phải cúi đầu trước Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất họ vẫn có thể được hưởng các đặc quyền trước đó. Lúc này thời gian cho họ đã không còn nhiều. Cả Âu Lục không chỉ có 10 gia tộc lớn, ngay cả vương thất của tất cả đất nước đều đã đến thời khắc nguy cấp. Hơn nữa cho dù thân vương William hay hán cung cũng đang giục họ phải lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó thích hợp, nếu không người đầu tiên bị tiêu diệt là 10 gia tộc lớn. Nhưng năm đó Tiêu Chính Văn gần như cưỡi lên đầu chúng ta. Bảo cậu ta đến Âu Lục không chừng vẫn gây ra nhiều lời nói không hay. Hơn nữa tôi cũng nghĩ Tiêu Chính Văn có thực lực đối phó với các cường giả ngoài lãnh thổ đó. Một ông lão tóc đen lạnh lùng nói. Ông ta là đại diện của gia tộc Hawk, gia tộc đứng đầu Âu Lục, Hawk Ceres. Hơn nữa cũng là người phái thực quyền thật sự, thậm chí đằng sau ông ta còn có võ giả Âu Lục trong thế tục ủng hộ. Hơn nữa Ceres còn là một trong những người đại diện của võ sĩ thế tục ở Âu Lục. Đừng nhìn ông ta đã già mà lầm, ông cũng là một cao thủ cảnh giới thiên vương một sao. Thế nên lời nói của ông ta rất có trọng lượng trước mọi người. Ông ta vừa dứt lời, không ít người cũng bắt đầu nói hùa theo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.